Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 85. Nghe lời sư phụ nói, Dương Bách Xuyên có cảm giác chảy nước miếng, sững sờ nói, nhị sư huynh của con thật sự lợi hại như vậy sao? Tiểu tử thối, ba đồ đệ của vi sư ở tu chân giới đều là bá chủ một phương, mà con lại phế như vậy, sau này nhất định phải nỗ lực tu luyện biết chưa? Trước giờ Vân Thiên Tà đối với Dương Bách Xuyên chỉ có một chữ tổn thương. Dương Bách Xuyên tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, lão già đáng ghét, người khen con một câu thì chết à, được rồi, đến lúc đó con thật sự muốn xem thử, nhị sư huynh, đại sư huynh và tiểu sư tỷ trong truyền thuyết có tốt như người nói hay không? Yên tâm, hai sư huynh cùng tiểu sư tỷ của con, chỉ tính tu vi thôi cũng khiến con phải ngước nhìn rồi. Trừ tiểu sư tỷ của con ra, đại sư huynh và nhị sư huynh của con cũng xem như là nhân vật lớn ở tu chân giới. Khi Vân Thiên Tà nhắc đến ba đệ tử ở tu chân giới, giọng nói khiêm tốn nhưng trong đó lại lộ ra kiêu ngạo. Mặc dù Dương Bách Xuyên bị sư phụ nói lời tổn thương có chút chán nản, nhưng hắn cũng tò mò về ba người sư huynh sư tỷ chưa từng gặp. Trong lúc hai sư đồ đang đấu võ mồm, giọng nói có thể làm xương cốt mềm nhũn của Cửu Vĩ Thiên Hồ lại vang lên bên tai, Xuyên tử, thật ra thì nếu ngươi và đồ đệ của ta Trịnh Bân Bân là người quen, sao không đi theo tỷ tỷ ta? Vương Triều Sơn Hải ta cũng có căn cơ ở tu chân giới, xét về thực lực không hề thua kém Bổ Thiên Cung. Vừa hay ngươi và Bân Bân cùng nhau gia nhập Sơn Hải Tông ta còn có thể có một người bạn, ngày sau nói không chừng còn có thể kết thành đạo lữ, ngươi nói xem có đúng không? Thiên Hồ lúc này cũng bắt đầu mời chào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Thiên Hồ nói chuyện có chút kinh ngạc, Thiên Hồ bây giờ là sư phụ của chính Bân Bân, cũng tự xưng tỉ tỉ với hắn, đúng là loạn thật. Hơn nữa nghe Thiên Hồ nói cái gì mà kết thành đạo lữ, Dương Bách Xuyên lại càng có chút xấu hổ, Trịnh Bân Bân bên cạnh sắc mặt đỏ lên len lén nhìn Dương Bách Xuyên không nói gì. Nhưng mà Dương Bách Xuyên hiển nhiên là nghe sư phụ nhà mình, cũng không thể trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nói sang chuyện khác, Thiên Hồ tiền bối xuất thân từ Vương Triều Sơn Hải. Nói đến đây, hắn thật đúng là có chút nghi hoặc. Đó chỉ là Sơn Hải giới mà thôi, Bổ Thiên Cung có thể lưu lại truyền thừa tại tu chân giới. Vương Triều Sơn Hải ta đương nhiên cũng có thể lưu lại, lại nói Thái Huyền Tông tiêu diệt cũng chỉ là Vương Triều Sơn Hải ở Sơn Hải giới mà thôi. Tu chân giới mênh mông vô biên, Thái Huyền Tông có mạnh đến đâu, cũng không giết được tất cả người của Vương Triều Sơn Hải ở tu chân giới. 10 vạn năm trước đệ tử nòng cốt của Vương Triều Sơn Hải ta vẫn có một bộ phận chạy trốn ra khỏi phạm vi thế lực của Thái Huyền Tông, thành lập Sơn Hải Tông ở tu chân giới, truyền thừa tồn tại đã lâu, cho nên những thứ này ngươi không cần lo lắng. Cứ đi theo tỷ tỷ là được. Thiên Hồ hóa thân thành thiếu nữ mị hoặc, trong lúc nói chuyện cười nhìn Dương Bách Xuyên, mặc dù nàng ta đeo khăn che mặt, nhưng đã lâu làm cho tim Dương Bách Xuyên đập nhanh hơn, không dám nhìn cặp mắt sáng ngời sâu thẳm kia của Thiên Hồ. Dương Bách Xuyên nghe Thiên Hồ nói chuyện, ngẫm lại cũng đúng, Bổ Thiên Cung có thể có truyền thừa ở tu chân giới, Vương Triều Sơn Hải đương nhiên cũng sẽ có, chẳng qua ở tu chân giới đổi thành cái tên Sơn Hải Tông này mà thôi. Mà dựa theo mấy người lúc trước nói, Thái Huyền Tông ở Ngân Hà Tinh Cương Bắc Địa chính là đệ nhất đại tông, như Bổ Thiên Cung, Sơn Hải Tông thế lực tông môn bậc này ở Bắc Địa chỉ có thể xem như tiểu tông môn, đối mặt với sự truy sát của Thái Huyền Tông, bọn họ hoàn toàn có thể chạy ra khỏi Bắc Địa đến nơi khác một lần nữa thành lập truyền thừa sinh tồn. Dù sao tu chân giới mênh mông vô biên, Thái Huyền Tông thế lực lớn, nhưng cũng không cách nào che hết bầu trời tu chân giới. Bất quá bọn họ dù sao cũng đã giết hóa thê lương, hủy thiên trảm đại kết giới do Thái Huyền Tông, một nhân vật nào đó ở Sơn Hải giới bày ra, cũng có nghĩa là đã kết thù với Thái Huyền Tông, Dương Bách Xuyên lo lắng liệu Thái Huyền Tông có đuổi giết bọn họ không. Tu chân giới rất nhiều thủ đoạn, muốn tra ra là ai giết hóa thê lương, hủy diệt thiên trảm đại kết giới hẳn là không khó. Mặt khác Dương Bách Xuyên còn lo lắng Thái Huyền Tông có bởi vì vậy mà trúc giận lên Sơn Hải giới hay không. Có một lần nữa bố trí đại kết giới khác ở Sơn Hải giới, chặt đứt đường của sinh linh Sơn Hải giới hay không? Còn nữa, hắn đột nhiên nghĩ đến sau này làm sao quay về. Dù sao thân nhân bằng hữu của hắn đều là Sơn Hải giới. Nghĩ đến những vấn đề này, Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Tiểu Trích Tiên Đường Đường trầm ngâm hồi đáp, không cần lo lắng, thiên trảm đại kết giới không phải là trận pháp nhỏ, Thái Huyền Tông muốn bố trí lại một lần nữa. Hao phí không chỉ là số lượng lớn thiên tài địa bảo, còn cần có tu vi đủ mạnh, cần cường giả thi pháp, dù sao cũng là trận pháp phong tỏa một giới, không có khả năng lắm.
Hơn nữa bọn ta nhận được tin tức người của Thái Huyền Tông năm đó bố trí đại kết giới ở Sơn Hải Giới, bị một tông môn lớn khác trả thù, nghe nói đã biến mất mấy trăm năm. Hơn nữa bản địa đệ nhất tông Thái Huyền Tông nghe đồn đắc tội tông môn lớn hơn bị người ta tấn công. Hiện tại nói không chừng đã xa cơ thành nhị lưu tông môn, dù sao ít nhất Thái Huyền Tông cũng bị tổn hại nặng nề, làm gì còn sức lực bố trí kết giới ở Sơn Hải Giới lần nữa chứ. Về phần điều tra có thể sẽ, nhưng không sao cả, bây giờ chúng ta trực tiếp rời khỏi Bắc Địa là được, cho dù Thái Huyền Tông tra được là chúng ta giết Hóa Thê Lương thì có thể làm gì. Tóm lại huynh yên tâm đi. Thái Huyền Tông hiện tại phỏng chừng cũng đang sứt đầu mẻ chán, không rảnh đi quản chuyện của Sơn Hải Giới nhỏ bé, đối với chúng ta mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với Thái Huyền Tông mà nói Sơn Hải Giới chính là việc nhỏ, huống chi 10 vạn năm trước hạ lệnh bố trí đại kết giới ở Sơn Hải Giới, cũng chỉ vỏn vẹn có một người, cũng không thể đại diện cho toàn bộ Thái Huyền Tông, cho nên Sơn Hải Giới an toàn rồi, Thái Huyền Tông sẽ không cũng không dám chút giận lên Sơn Hải Giới. Tu vi cấp bậc khác nhau, tư cách cũng khác nhau. Làm khó sinh linh Sơn Hải Giới nhỏ bé, ngược lại chỉ khiến Thái Huyền Tông mất mặt, Sơn Hải Giới tạm thời bình an vô sự, không cần lo lắng. Nhưng mà, muốn trở về là rất khó, không gian thông đạo từ thế giới nhỏ đi tới tu chân giới tương đối dễ dàng, đây là đại đạo cho sinh linh tu luyện, nhưng muốn từ tu chân giới trở về lại không dễ dàng, bởi vì không gian thông đạo là pháp tắc lực cấu thành, cũng không thể đi theo hai chiều như truyền tống trận. Muốn từ tu chân giới trở về thế giới nhỏ, chỉ có thể đợi đến khi tu vi huynh đạt tới độ kiếp kỳ vượt qua đại thiên kiếp, chỉ có vượt qua đại thiên kiếp, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành lực lượng địa nguyên mới có thể sử dụng pháp tắc lực, đến lúc đó có thể trở về thế giới nhỏ, còn có một con đường khác chính là tu vi đại thừa, có thể trực tiếp tiến vào tinh thần đại hải, trực tiếp vượt qua tinh vực, từ một tinh cầu thế giới tới một tinh cầu thế giới khác, dù là cách nào đều cần tu vi. Chờ Tiểu Trích Tiên Đường giải thích xong. Trong lòng Dương Bách Xuyên lại là một mảnh sương mù. Độ kiếp kỳ, vượt qua đại thiên kiếp, muốn đạt được cái này phải đợi đến khi nào đây? Trong lúc nhất thời nghĩ đến thân nhân bằng hữu, lòng Dương Bách Xuyên có chút trùng xuống. Không bao giờ trở về nữa. Nhưng, sau khi ngẫm lại cũng cảm thấy suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Tất cả thân nhân bằng hữu của Vân Môn hắn đều đã có nền tảng rất tốt. Ở Sơn Hải Giới bọn họ có thể có hoàn cảnh tu luyện an ổn, bất kể là mấy nữ nhân hay là toàn bộ đệ tử Vân Môn, nếu đều đã bước lên con đường tu chân, con đường sau này luôn cần chính bọn họ đi, không thể luôn dựa vào hắn được. Làm vậy bọn họ không trưởng thành được, đối với tu luyện của bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Sau này tất cả thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa, Thiên Trảm Đại Kết Giới đã biến mất, một ngày nào đó các nàng ấy đều sẽ đến tu chân giới. Đến lúc đó tự nhiên ắt có gặp lại ngày. Hiện tại đối với hắn mà nói, đi vào tu chân giới hắn coi như là một học sinh tiểu học, hết thảy đều phải bắt đầu lại lần nữa, con đường tu chân của hắn cũng bước lên hành trình mới. Hắn muốn mở ra một con đường khác ở tu chân giới, cũng là vì nghe theo sư phụ Vân Thiên Tà chỉ điểm. Không có sư phụ Vân Thiên Tà, Dương Bách Xuyên hắn chỉ là một người dân tầm thường ở trái đất. Quỹ đạo cuộc sống hàng ngày chính là làm việc kiếm tiền cưới vợ sinh con cùng sống hết quãng đời còn lại, hóa thành cho bụi. Tuy trước giờ ngoài miệng Dương Bách Xuyên không nói, nhưng trong lòng rất biết ơn sư phụ đã cho hắn tất cả. Nhớ rõ lúc trước gặp sư phụ hắn đã nói, đưa ông đến tu chân giới đúc lại tiên thể, từ giờ trở đi, hắn phải thực hiện lời hứa với sư phụ. Dương Bách Xuyên gật gật đầu đồng ý lời Tiểu Trích Tiên, cũng mỉm cười nhìn Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ nói. Ta cảm ơn hảo ý của các ngươi, nhưng thật ra ta đã có sư môn tại tu chân giới, tiếp theo ta sẽ đi thăm một vị sư huynh, nếu tất cả mọi người tại tu giả giới, ngày sau ta trở về thăm mọi người. Dương Bách Xuyên không giải thích thêm, làm cho Tiểu Trích Tiên cùng Thiên Hồ đều sửng sốt, thế nhưng cũng không có nhiều lời, tỏ vẻ đã hiểu, sức mạnh Dương Bách Xuyên bộc lộ ở Thiên Trảm đã chứng minh trên người hắn có rất nhiều bí mật, xuất hiện một sư môn ở tu chân giới các nàng cũng có thể hiểu được. Người tu chân không rong dài như phàm nhân, sau khi Dương Bách Xuyên từ chối lời mời của Tiểu Trích Tiên Đường Đường cùng Thiên Hồ vào tông môn, Tiểu Trích Tiên cười cười lưu lại cho Dương Bách Xuyên một khối ngọc giản nói, đại ca ca, vị trí của Bổ Thiên Cung ta ở trong ngọc giản, sau này hoan nghênh huynh tới tìm làm khách, chúng ta cùng nhau ăn uống vui chơi. Dương Bách Xuyên cười khổ nhận lấy ngọc giản, đưa mắt nhìn Tiểu Trích Tiên rời đi. Sau đó Thiên Hồ cũng để lại ngọc giản của Sơn Hải Tông.
mang theo Trịnh Bân Bân rời đi, lúc gần đi Trịnh Bân Bân có chút u oán nói, nhất định phải đến thăm ta, bằng không không tha cho huynh. Không, ta ở tu chân giới coi như là người cô đơn, chờ sau khi tìm được sư huynh đồng môn, ta sẽ tới tìm nàng. Dương Bách Xuyên nhìn Trịnh Bân Bân trịnh trọng nói. Trịnh Bân Bân cười, vậy còn tạm được, huynh bảo trọng ta đi đây. Nói rồi theo sư phụ Thiên Hồ rời đi. Huyền Vũ Bắc Minh nhìn Dương Bách Xuyên cười, cũng ném tới một khối ngọc giản nói, tiểu tử sau này tới tìm ta, chúng ta coi như là bằng hữu sóng vai chiến đấu, Bắc Minh ta nhận ngươi là bằng hữu, đi đây, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Dương Bách Xuyên đưa mắt nhìn Huyền Vũ Bắc Minh rời đi, trong tay cầm ba cái bản đồ ngọc giản. Giờ phút này trong sân còn lại có một tiểu Phượng Hoàng, lại nói tiếp tiểu Phượng Hoàng và tiểu Trích Tiên Đường Đường, Huyền Vũ Bắc Minh, Thiên Hồ đều là người chuyển tu, cùng một cấp bậc, ba người khác đều đi rồi, tiểu Phượng Hoàng lại không đi. Tiểu Phượng Hoàng từ sau khi được cứu ra vẫn luôn im lặng, rất trầm mặc, tuy rằng hóa thành hình người nhưng vẫn là bộ dáng tiểu hài từ 8-9 tuổi năm đó, chẳng qua ánh mắt nàng ấy nhìn trưởng thành hơn mà thôi. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía tiểu Phượng Hoàng nói tiểu. Trước kia Dương Bách Xuyên không biết tiểu Phượng Hoàng là đại năng niết bàn chuyển tu, hiện tại sau khi biết tiểu Phượng Hoàng là người chuyển tu, sẽ không thể gọi tên năm đó, kỳ thật hắn cũng không biết gọi cái gì cho phải, đành gọi tiểu Phượng Hoàng. Chẳng qua vừa mở miệng đã bị tiểu Phượng Hoàng cắt ngang nói, ca ca huynh vẫn là gọi tên của muội đi, muội cũng không có chỗ đi, mặc dù là niết bàn trùng tu, nhưng muội cũng không biết tộc nhân của mình ở đâu. Năm đó ở thành Yêu Quang huynh ấp trứng nở ra muội, đặt tên cho muội là Dương San Hồng, huynh chính là ca ca của muội, muội muốn đi theo ca ca, được không? Dương Bách Xuyên suy nghĩ về tới hình ảnh tiểu Phượng Hoàng xuất thế ở thành Yêu Quang năm đó, nghe nàng ấy nói chuyện, nội tâm nóng lên, cũng cảm nhận được trên người tiểu Phượng Hoàng toát ra cảm giác cô độc, không hiểu sao có chút đau lòng cho nàng ấy. Giờ phút này Dương Bách Xuyên không muốn biết kiếp trước của tiểu Phượng Hoàng. Hắn chỉ muốn xem nàng ấy là muội muội của mình, mở miệng nói, "Được, về sau muội vẫn tên là Dương San Hồng, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng là muội muội của Dương Bách Xuyên ta, ta đi đâu muội đi đó, ca ca chính là thân nhân của muội." Ánh mắt tiểu Phượng Hoàng lóe sáng, rốt cục hiện lên nụ cười, gật đầu. "Sau này San Hồng nhất định sẽ nghe lời ca ca." "Được." Dương Bách Xuyên vuốt đầu tiểu Phượng Hoàng, giờ khắc này tâm tình hắn rất tốt. Đúng lúc này chồn nhỏ kêu một tiếng, nhảy lên vai Dương Bách Xuyên. Được rồi, cả chồn nhỏ nữa. Dương Bách Xuyên ôm chồn nhỏ vào lòng, hơn 100 năm nay chồn nhỏ và tiểu Phượng Hoàng đã chịu vất vả rồi, Dương Bách Xuyên rất đau lòng, cũng may hiện tại đều khôi phục lại. Đại ca còn có ta đây hầu đậu đậu dưa cơ thể cao hơn 2 mét lại gần. Cút đi, mẹ nó, hiện tại đệ biến thành người khổng lồ rồi. Còn muốn ta bế đệ à? Dương Bách Xuyên cười mắng hầu đậu đậu. Ha ha. Điêu Nhi và tiểu Phượng Hoàng đều bị hầu đậu đậu chọc cười. Đại ca tiếp theo chúng ta đi đâu? Hầu chọc cười hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên sửng sốt, đi đâu? Đương nhiên là đi tìm nhị đồ đệ của lão sư phụ, nhị sư huynh của hắn rồi. Bất quá. Mấu chốt là vừa rồi nói chuyện với sư phụ bị tiểu Trích Tiên Đường Đường bọn họ cắt đứt, chưa kịp hỏi nhị sư huynh ở nơi nào, lúc này muốn hỏi lại sư phụ. Sư phụ, còn phải tìm nhị sư huynh thế nào đây? Dương Bách Xuyên dưới đáy lòng kêu to sư phụ Vân Thiên Tà. Đương nhiên là cưỡi truyền tống trận, nhị sư huynh của con ở Tinh Thần Sơn, nơi giao giới Bắc Nam của Ngân Hà Tinh Cương, con ngồi truyền tống trận đến Tinh Thần Chi Thành, tông môn của sư huynh con gọi là Tinh Thần Môn. Đến lúc đó hỏi là biết. Thanh âm Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Tinh Thần Chi Thành, Tinh Thần Môn. Dương Bách Xuyên âm thầm nghĩ đến, đặt theo tên thành, nghe có vẻ tông môn của nhị sư huynh rất châu bò, chắc là không tệ. Chúng ta đến Tinh Thần Chi Thành. Dương Bách Xuyên vung tay lên nói với hầu đậu đậu. Đoàn người đi về phía truyền tống đại trận. Cách ăn mặc hiện tại của Dương Bách Xuyên kỳ thật rất quái dị. Ngoại trừ tiểu Phượng Hoàng Dương San tướng mạo 8-9 tuổi, sau khi thành hình người, trông ra dáng người ra thì trên vai là chồn nhỏ, bên cạnh là khỉ lông vàng hầu đậu đậu. Khi đi tới truyền tống đại trận, bị hai tên tu sĩ phân thần cảnh ngăn cản lại, một trong số đó lười biếng hỏi, đi đâu?
đi tinh thần chi thành. Dương Bách Xuyên trả lời. Mỗi người 100 linh thạch trung phẩm, các ngươi tổng cộng phải giao 400 linh thạch trung phẩm. Tu chân giả canh giữ truyền tống trận nói. Dương Bách Xuyên nhìn không được nói, 400 linh thạch trung phẩm. 400 linh thạch không nhiều lắm, mấu chốt là trung phẩm, 100 linh thạch mới đổi được một viên trung phẩm, 400 linh thạch trung phẩm cũng tương đương với 4.000 linh thạch hạ phẩm, số lượng này cao hơn gấp trăm lần so với truyền tống trận của Sơn Hải Giới. Truyền tống trận ở Tây Sơn Châu mỗi người mỗi lần chính viên linh thạch hạ phẩm, không người nơi này lại đắt như vậy, Dương Bách Xuyên thậm chí có chút hoài nghi có phải tu sĩ canh giữ truyền tống trận hố hắn hay không. Cách từ hạ giới tới à, 400 linh thạch trung phẩm mà thôi, người mẹ nó muốn đi chính là tinh thần chi thành, người có biết nơi đó cách đây 90.000 dặm không? Ngồi không nổi thì cút sang một bên, đừng chắn đường bổn thiếu gia. Đúng lúc này, sau lưng Dương Bách Xuyên vang lên một tiếng hừ lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại nhìn thấy là một gã thanh niên hơn 20 tuổi, một thân cẩm y lóng lánh vầng sáng, vừa nhìn chính là bảo y bất phàm, lại là tu vi phân thần cảnh hậu kỳ, phía sau còn có một lão giả phân thần cảnh đại viên mãn tu vi và ba gã trung niên phân thần cảnh sơ kỳ đi theo, thoạt nhìn đều là người hầu của thanh niên này. Nghe người này trong giọng nói nồng đậm khinh thường, Dương Bách Xuyên nhất thời tức giận, con mẹ nó ta đây chọc gì ngươi? Rất muốn tức giận, nhưng ngẫm lại mình vào tu chân giới, rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng lắm, ngẫm lại vẫn là nhịn đi, nhưng từ trong lời nói của người thanh niên này có thể nghe ra được, tựa hồ người của thế giới nhỏ đến tu chân giới hắn ta đều có thể nhìn ra, điểm mấu chốt nhất là, Dương Bách Xuyên nhìn ra được, người thanh niên này có thể là người bản địa của tu chân giới, nhưng khinh thường người ngoại lai của thế giới nhỏ đến tu chân giới. Trong lời nói có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên lạnh lùng liếc mắt một cái, thanh niên kiêu ngạo, trở tay lấy ra 400 linh thạch trung phẩm giao cho tu sĩ canh giữ truyền tống trận. Tuy rằng 400 linh thạch trung phẩm rất nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có, trong càn khôn giới của hắn có 1.000 viên linh thạch trung phẩm, thượng phẩm có 90 viên, về phần linh thạch hạ phẩm hắn đều đã dùng tất cả ở trên đại trận hộ Sơn Vân Môn. Còn dư cũng giao toàn bộ cho Vân Môn để lại cho mấy nữ nhân cùng đệ tử Vân Môn tu luyện. Hắn không muốn gây chuyện, nhấc chân đi về phía truyền tống trận. Nhưng mà hắn vừa mới nhấc chân, thanh niên kiêu ngạo phía sau lại một lần nữa mở miệng nói, chờ một chút. Dương Bách Xuyên tuy nói mới tới tu chân giới không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, quay đầu lạnh lùng nói, chuyện gì? Bổn thiếu gia có rất nhiều, bán chồn nhỏ của ngươi cho bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia cho ngươi 1.000 viên linh thạch trung phẩm, thế nào? Trong ánh mắt Dương Bách Xuyên chợt lóe sát ý, chồn nhỏ gầm rú, chỉ có Dương Bách Xuyên, Hầu Đậu Đậu và Tiểu Phượng Hoàng nghe hiểu được chồn nhỏ đang mắng người. Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ cũng rất tức giận, muốn động thủ với hắn ta, bất quá Dương Bách Xuyên lắc đầu ý bảo quên đi, đã đến cửa truyền tống trận, không cần phải để ý tới sự ngu ngốc này. Lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên, không bán. Nói xong ôm chồn nhỏ, cùng Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng bước vào truyền tống trận, bên tai vang lên tiếng mắng chửi của thanh niên, cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại không biết tốt xấu. Những lời sau đó Dương Bách Xuyên không nghe được, bởi vì sau khi bọn họ bước vào truyền tống trận, hào quang đại tác đã biến mất không thấy, chỉ cho rằng thanh niên kia chính là loại nhị thế tổ của tông môn tu chân hoặc là đại thế gia, không để ý tới, nhưng Dương Bách Xuyên lại không nghĩ tới quan hệ giữa hắn với thanh niên này vừa mới bắt đầu. Trời đất xoay chuyển, vỏn vẹn qua ba hơi thở, Dương Bách Xuyên cảm thấy dưới chân chân thực, đã xuất hiện một cái quảng trường thật lớn khác, ở trên quảng trường thấy được một khối thật lớn, trên đó khắc 4 chữ tinh thần chi thành. Dương Bách Xuyên nhớ, người thanh niên vừa rồi nói, khoảng cách tới nơi được gọi là tinh thần khoảng chừng 90 vạn dặm, đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì con số này tuyệt đối không phải gần, không ngờ chỉ trong ba hơi thở đã tới. Truyền tống trận ở Châu Tây Sơn muốn đi tới điểm cách xa 3 vạn dặm cũng phải mất tới 10 hơi thở, nhưng truyền tống trận ở tu chân giới chỉ cần vỏn vẹn 3 hơi thở đã có thể đạt tới 90 vạn dặm. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là 400 viên linh thạch trung phẩm thì cũng không nhiều, dù sao khoảng cách 90 vạn dặm sẽ có dao động rất lớn, điều này cũng chứng tỏ tu chân giới quả là một nơi mênh mông bát ngát. Hầu Đậu Đậu cũng cảm thán trước tốc độ truyền tống của tu chân giới, khiến cho hắn ta líu lưỡi không nói nên lời. Nhìn kiến trúc to lớn cổ xưa ở phía xa, Dương Bách Xuyên kéo Tiểu Phượng Hoàng đang ngồi trên vai,
Trồn nhỏ và hầu đậu đậu ra khỏi quảng trường, xem xét địa hình ở đây, có lẽ nơi này là trung tâm của thành tinh thần. Theo như những gì sư phụ Vân Thiên Tà nói, núi tinh thần nằm cách 100 dặm về phía nam của thành tinh thần. Thành tinh thần rất lớn, không nhỏ như thành Ngân Hà, với tính tình nóng nảy của hầu đậu đậu, hắn đòi đi loanh quanh thành tinh thần dạo chơi trước, nhưng đã bị Dương Bách Xuyên từ chối, bước vào tu chân, bọn họ vẫn nên tìm nhị sư huynh càng sớm càng tốt, có nơi dừng chân rồi tính sau. Bọn họ trực tiếp rời khỏi thành. Nửa tiếng sau mới ra được bên ngoài, bỗng nhiên Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn khắp nơi. Trước cổng thành, tu sĩ đi tới đi lui, không có gì khác thường, càng không có ai quen mặt. Hầu đậu đậu hỏi, đại ca, sao vậy? Dương Bách Xuyên quay đầu lại, không có gì, đi thôi. Dương Bách Xuyên lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, vừa rồi hắn cảm thấy phía sau có người đang nhìn chằm chằm mình, giống như bị người ta dùng linh thức để quan sát, nhưng khi quay đầu nhìn thì lại không phát hiện chỗ khác thường. 100 dặm tới núi tinh thần cũng không phải là quá xa, với Dương Bách Xuyên mà nói hắn thì chỉ cần hơn 10 phút là có thể tới. Tăng nhanh tốc độ, sau khi đi được chừng 30 dặm, cách xa thành tinh thần cũng không có mấy người đi lại, đường xá vắng vẻ, cây cao gió lớn. Dương Bách Xuyên bất chợt dừng bước, mắt nhìn về phía trước. Tiểu Phượng Hoàng đang được hắn dắt tay hỏi, ca ca, sao thế? Có gì đó không bình thường, mọi người cẩn thận. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, lần này, hắn cảm nhận được rõ ràng có linh thức quét qua người. Điều này khẳng định bọn họ đang bị người khác theo dõi. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại thấy kỳ quái, hắn vừa mới tới tu chân giới không hề quen biết ai, sao lại bị người ta theo dõi. Hắn không thể nghĩ ra, vừa tới tu chân giới thì có thể đắc tội với ai. Những người quen biết cũng chỉ có Tiểu Trích Tiên, nhưng không có khả năng là nàng. Sau đó là tông môn của Hóa Thê Lương. Lẽ nào bọn họ bị tông môn của Hóa Thê Lương theo dõi? Nghĩ vậy, sắc mặt Dương Bách Xuyên liền thay đổi, đây cũng không phải là chuyện không thể, dù sao thì hắn và mấy người Tiểu Trích Tiên đã giết chết Hóa Thê Lương, hủy diệt Thiên Trảm, mà Thái Huyền Tông sau lưng của Hóa Thê Lương cũng là tông môn lớn ở phía Bắc Tinh Hạt Ngân Hà, tông môn có thể sinh ra địa tiên chắc chắn không yếu, một số cường giả tu chân dùng thủ đoạn bí pháp tìm được bọn họ cũng không có gì lạ. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên lại có chút lo lắng, dù sao thì bị Thái Huyền Tông theo dõi chẳng khác nào bị quái vật khổng lồ nhắm tới. Tu vi hiện tại của hắn có thể xem là cao thủ ở Sơn Hải giới, không ngán một ai, nhưng bây giờ hắn đã sang tu chân giới, chút tu vi này chẳng là gì cả. Thế nên lúc này, Dương Bách Xuyên rất cảnh giác, căn dặn Hầu Đậu Đậu và Tiểu Phượng Hoàng phải cẩn thận hơn. Lúc ra khỏi cửa thành hắn có cảm giác như bị người ta theo dõi, lúc này lại cảm nhận được. Chắc chắn không sai, đối phương có chuẩn bị mà tới. Vừa dặn Hầu Đậu Đậu và Tiểu Phượng Hoàng xong, không gian phía trước dao động, một bóng người xuất hiện. Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy đã rất ngạc nhiên, xuất hiện trước tầm mắt của hắn là một lão giả chừng 60 tuổi, mũi ưng. Chính là lão giả phân thần đại viên mãn, đi cạnh người thanh niên mà hắn gặp ở đại trận truyền tống. Lão giả xuất hiện cách hắn 30 mét, sau lưng hắn có tiếng bước chân. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, bốn người xuất hiện cách đó 20 mét, dẫn đầu là người đã chửi mắng hắn ở truyền tống trận, gã thanh niên muốn mua trồn nhi. Ha ha, tiểu tử, thứ bổn thiếu nhìn chúng còn chưa đoạt được, mua lại là cho ngươi mặt mũi, ngươi không bán là không nể mặt bổn thiếu đây rồi, ở ranh giới dãy núi tinh thần này, chưa một ai dám không nể mặt Trang Tất Phương ta, một dân đen đến từ thế giới còn con như ngươi cũng dám láo, to gan đấy. Ngươi quỳ xuống dập đầu với bổn thiếu, nói không chừng, tâm trạng của ta tốt có thể tha cho ngươi một con đường sống, giao con trồn kia ra, nếu không bổn thiếu sẽ cho ngươi biết thủ đoạn ta. Người này tự xưng là Trang Tất Phương, còn là tên của thần thú, Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời kiêu căng ngạo mạn của hắn ta, sát khí dâng lên, trước kia hắn đã nhịn, không ngờ con chó này còn đuổi theo tới đây để cướp trồn nhi. Nghe khẩu khí của hắn ta. Hình như là nhị thế tổ của đại gia tộc nào đó, ngông cuồng không có giới hạn, vừa mở miệng đã dân đen thế giới cấp thấp khiến cho Dương Bách Xuyên tức điên, nhưng hắn cũng xác định được một điều, sinh linh của thế giới cấp thấp và tu chân giới sẽ có thứ bậc. Có lẽ sinh ra ở tu chân giới đều coi thường những người đến từ những thế giới cấp thấp. Đôi khi chỉ cần một manh mối đã có thể hiểu được đại cục,
Từ nhị thế tổ tự xưng là Trang Tất Phương này có thể thấy, ở tu chân giới những người đến từ thế giới cấp thấp có địa vị không cao, bị người của tu chân giới coi thường. Nhìn Trang Tất Phương, Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn đâu dễ bắt nạt, không gây sự không có nghĩa là sợ phiền phức, đã bị người ta đuổi theo chặn đường rồi, lúc này hắn không được phép chạy, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, hắn sẽ khiến cho cái gã Trang Tất Phương biết thế nào gọi là lễ độ. Mặc dù phía Trang Tất Phương có 5 người, nhưng khiến cho Dương Bách Xuyên để vào mắt cũng chỉ có lão giả trước mặt, chỉ có lão ta là tu sĩ phân thần đại viên mãn, bản thân Trang Tất Phương là phân thần hậu kỳ, ba gã tay sai còn lại chỉ là phân thần sơ kỳ mà thôi. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là phân thần sơ kỳ, nhưng giết một phân thần hậu kỳ cũng không đáng ngại, hắn có đủ tự tin đối đầu với tu sĩ phân thần đại viên mãn, huống chi còn có Hầu Đậu Đậu, Trồn Nhi và Tiểu Phượng Hoàng ở bên cạnh, nếu đánh thật thì chưa biết ai chết vào tay ai. Lao thúc, bắt tên dân đen này lại cho ta. Lúc này, Trang Tất Phương chỉ tay vào Dương Bách Xuyên rồi ra lệnh cho lão giả. Dứt lời, ba gã tay sai phân thần sơ kỳ cũng lao về phía trước. Đại ca, ba con chó săn này cứ giao cho đệ. Trong tay Hầu Đậu Đậu lóe lên ánh sáng đen, hắn cầm trường côn trong tay, hét lên một tiếng rồi xông về phía ba tu sĩ phân thần sơ kỳ. Dương Bách Xuyên gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía lão giả phân thần đại viên mãn. Lúc này, lão giả có chiếc mũi quặp bước tới, Dương Bách Xuyên giao Trồn Nhi cho Tiểu Phượng Hoàng nói, San Hồng, các muội đứng sang một bên đi. Ca ca, có cần muội giúp không? Tiểu Phượng Hoàng tiếp Trồn Nhi từ tay Dương Bách Xuyên. Chi chi Trồn nhỏ cũng kêu lên một tiếng, nó cũng muốn ra tay. Vài tên phế vật mà thôi, không cần hai người phải ra tay, các muội trông chừng tên nhị thế tổ kia. Đừng để hắn ta chạy mất là được. Dương Bách Xuyên cười nhếch mép, theo cảm nhận của hắn thì mấy người này không phải kẻ mạnh, chỉ cần không phải là tu sĩ cảnh giới phân thần, ngũ hành phân thân và phân thần cửu tôn như sư phụ Vân Thiên Tà nói thì hắn đều không quan tâm. Khi lão giả trước mặt chỉ cách hắn 8-9 mét, lão ta bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hóa thành một tàn ảnh rồi ra tay với Dương Bách Xuyên, lúc bay tới, trên tay lão xuất hiện hai con dao găm, một đen một trắng. Trong nháy mắt, tốc độ của lão giả tăng lên, giống như hóa thành ma quỷ, thấy vậy, Dương Bách Xuyên cũng giật mình, hắn chửi thầm một tiếng cáo giả, ban đầu thì bước chậm tới, gần đến nơi thì đột nhiên tăng tốc độ, người này quá nham hiểm, cũng giỏi bày binh bố trận, điều này khiến Dương Bách Xuyên phải nâng cao cảnh giác. Rõ ràng, lão giả này có ưu thế tốc độ, nhìn pháp khí dao găm trong tay, có thể tưởng tượng được lão giả này giỏi ám sát. Nếu đổi thành người khác, dựa vào tu vi phân thần đại viên mãn và tốc độ quỷ dị kia, nếu lão ta đột nhiên ra tay thì 9 phần 10 sẽ bị thua thiệt. Đúng là thứ không biết xấu hổ, tu vi phân thần đại viên mãn còn dùng ám chiêu với phân thần sơ kỳ, nếu như Dương Bách Xuyên chỉ là một phân thần sơ kỳ bình thường thì chắc chắn một kích này sẽ lấy đi mạng của hắn. Nhưng đáng tiếc, Dương Bách Xuyên không phải là tu sĩ phân thần sơ kỳ tầm thường. Linh thức và chân khí của hắn đã cao hơn gấp 10 lần so với những tu sĩ cùng cảnh giới. Hơn nữa nếu bàn về tốc độ thì chỉ xích thiên nhai công của hắn không hề thua kém lão ta. Dương Bách Xuyên híp mắt trong lòng cười lạnh, đợi khi lão già kia tới ám sát hắn, khi khoảng cách chỉ còn 1 mét, một cây dao găm đâm tới trước mặt, cây còn lại ngắm chuẩn vào tim hắn, kiếm đầu long trong tay Dương Bách Xuyên như chỉ chờ phân phó, giết. Trong tiếng gầm lớn, Dương Bách Xuyên thi triển thân pháp chỉ xích thiên nhai công, tốc độ nhanh hơn gấp đôi lão giả, hắn vặn người không lùi mà tiến lên phía trước, áp sát cạnh lão giả, kiếm đổ long chém ra 9 đạo phong nhẫn lên cổ lão ta. Lão giả trừng mắt, giật mình lùi về phía sau, không ngờ tốc độ phản ứng của Dương Bách Xuyên lại nhanh như vậy, lão ta lật tay giơ chủy thủ để ngăn cản. Ầm, keng keng. Vốn cứ tưởng có thể chặn được một kiếm của Dương Bách Xuyên, không ngờ. Khi dao găm chạm với kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên thì lão ta đã biết mình sai rồi, bởi vì một kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra 9 kiếm khí, sau khi chặn được một kích, lão thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó, kiếm khí lần lượt giáng xuống. A phập! Lúc này, cái đầu của lão giả đã bị Dương Bách Xuyên chém rụng. Lão giả phân thần đại viên mãn vừa đối mặt đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Trang Tất Phương bị thay đổi đột ngột dọa cho ngây người. Hắn ta không ngờ được lao thúc có tu vi phân thần đại viên mãn lại bị một kiếm của Dương Bách Xuyên giết chết. Một dân đen phân thần sơ kỳ giết chết một cao thủ phân thần đại viên mãn.
Đây là điều mà Trang Tất Phương không thể tiếp nhận nổi. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Trang Tất Phương run rẩy, đột nhiên hắn nghĩ tới, Dương Bách Xuyên giết chết được Lao Thúc thì đồng nghĩa với việc, Dương Bách Xuyên cũng có thể giết Trang Tất Phương hắn. Tu vi của hắn mới chỉ là phân thần hậu kỳ, kém Lao Thúc cả một cảnh giới nhỏ. Trong lòng Trang Tất Phương bắt đầu sợ hãi, hắn ta có thể giễu võ Dương Oai là vì dựa vào bối cảnh thân phận, hay là người hầu mà phụ thân hắn phái tới, bây giờ lại bị một dân đen ở thế giới cấp thấp giết chết, Trang Tất Phương có thể dựa dẫm vào ai nữa? A! À. Ngay lúc này, bên tai vang lên một tiếng hét thảm. Trang Tất Phương quay đầu nhìn, hắn phát hiện hai trong số ba người hầu của mình đã bị con khỉ lông vàng kia giết chết. Hầu Đậu Đậu thét dài, thân hình cao lớn vung lên một đấm, trông cực kỳ hung mãnh, hắn vung tay đánh tới người cuối cùng. Lúc này, Trang Tất Phương đã nghĩ tới việc bỏ chạy, mặc dù hắn kiêu ngạo nhưng xuất thân từ Đại Tông, vẫn có năng lực phân biệt, vừa đảo mắt, mấy người theo hắn đều bị diệt sạch, hắn biết hôm nay mình đã chọc phải người không nên chọc, vẫn nên chạy nhanh thì hơn. Đợi trở về Tông Môn sẽ tìm người tới giết đám dân đen này. Trang Tất Phương xoay người tính bỏ chạy. Chiếp. Ngay lúc này, tiếng chim phượng hoàng vang lên. Trang Tất Phương tim đập loạn xạ, bầu trời trước mặt lóe lên, tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi đi cạnh gã dân đen kia lắc mình tới trước mặt hắt, toàn thân bùng bên ánh đỏ, giây sau đã biến thành phượng hoàng đắm mình trong biển lửa. Hơi nóng cường đại của ngọn lửa khiến Trang Tất Phương thêm hoảng sợ. Lúc này hắn chỉ muốn khóc, không bao giờ nghĩ tới, tiểu cô nương đi cạnh gã dân đen kia lại là chim thần phượng hoàng. Người có chim thần đi bên cạnh, sớm biết thì hắn đã không tham lam như vậy. Mặc dù, Trang Tất Phương chưa từng thấy Phượng Hoàng, nhưng từng đọc được trong điển tịch của Tông Môn, hắn biết mình không chọc nổi. Quay đầu định bỏ chạy, nhưng vừa mới cử động thì bên tai đã vang lên giọng nói lạnh như băng, Trang thiếu gia, chạy cái gì, không phải ngươi muốn dân đen ta đây quỳ xuống, dập đầu với ngươi sao? Dương Bách Xuyên chặn ngay sau lưng Trang Tất Phương, sau khi chém chết lão giả. Hắn nghe thấy tiếng thét dài của Tiểu Phượng Hoàng, vừa xoay người đã thấy Trang Tất Phương muốn chạy, sợ Tiểu Phượng Hoàng thua thiệt nên hắn mới chạy nhanh tới, cái tên Trang Tất Phương thích làm ra vẻ này, sao có thể để hắn ta chạy thoát được. A! À. Lại thêm một tiếng hét thảm, Hầu Đậu Đậu đã giết chết tên tay sai cuối cùng của Trang Tất Phương, sau đó cầm trường côn lao tới đây, vây xung quanh Trang Tất Phương. Lúc này, Trang Tất Phương không biết nên làm thế nào, nhìn Hầu Đậu Đậu vừa mới qua đây. Trong lòng hắn nghĩ Hầu Đậu Đậu là dễ dàng nhất, dù sao thì hắn ta cũng là phân thần hậu kỳ, nếu như phá bỏ vòng vây từ chỗ Hầu Đậu Đậu, sau đó xông ra ngoài, dùng huyết cấm để chạy trốn, may ra còn có hy vọng. Biên thân. Trang Tất Phương gầm lên một tiếng, toàn thân lóe lên tia sáng, trong nháy mắt, ba phân thân xuất hiện bên cạnh hắn ta. Cộng thêm thực thể thì tổng có bốn Trang Tất Phương giống hệt nhau, hắn triệu hoán phân thân với mục đích gây rối loạn tầm mắt. Quả là hạng người quyết đoán, từ bỏ phân thân để chạy. Nếu không làm như vậy thì Trang Tất Phương biết mình sẽ không chạy thoát, rõ ràng hắn không phải đối thủ của bọn họ. Một thiện dân có thể giết chết phân thần đại viên mãn, Trang Tất Phương hắn không thể nào đối phó, huống hồ còn thêm một chim thần phượng hoàng và một con vượn. Ba phân thân thêm thực thể là bốn, hai trong số đó xông về hướng Hầu Đậu Đậu, một xông tới Dương Bách Xuyên, còn lại là bay về phía Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên híp mắt, kiếm đầu long trong tay lóe lên, hắn lắc mình chém xuống, Trang Tất Phương có thể xuất ra ba phân thân cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, trong lòng thầm nghĩ tu chân giới đúng là phi phàm, một tu sĩ phân thần hậu kỳ đã có thể tu thành ba phân thân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu chân giả tu được ba phân thân. Phụt! Kiếm khí cường đại chém tới, kiếm của Dương Bách Xuyên đã giết chết một Trang Tất Phương. A! À. Một kiếm chém xuống, trong lòng Trang Tất Phương vốn đã sợ hãi, cộng thêm việc Dương Bách Xuyên giết chết tu chân giả phân thần hậu kỳ không chút trở ngại, chỉ với một kiếm. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Trang Tất Phương hóa thành xương máu. Một phân thân bị diệt. Đúng như Dương Bách Xuyên đã dự đoán, phân thân mà tu sĩ phân thần cảnh tu thành vốn dĩ là một mạng, cho dù thực thể bị giết thì vẫn có thể dùng phân thân để thay thế bổn mạng, vậy nên không chết được. Cũng vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng phun ra một ngọn lửa, trực tiếp thiêu chết một phân thân của Trang Tất Phong. Bên phía Hầu Đậu Đậu thì yếu hơn một chút,
có hai Trang Tất Phương đang đối phó với hắn, vừa xông tới, Hầu Đậu Đậu đã bị Trang Tất Phương đánh bay ra ngoài. Gần như cùng lúc, Dương Bách Xuyên lắc mình chém tới công kích của Trang Tất Phương. Phong Nhẫn kiếm chém. Ngay lập tức, chín đạo kiếm khí chém tới hai Trang Tất Phương. Phụt phụt. Một trong hai Trang Tất Phương phun ra máu, ngã lăn trên mặt đất, nhưng người còn lại tỏa ra ánh sáng bạc, ngăn chặn kiếm khí của Dương Bách Xuyên, mặc dù cũng nôn ra máu nhưng không chết, ngược lại hắn ta còn bay ra ngoài rồi gầm lên, huyết đột. Trong nháy mắt, Trang Tất Phương còn lại đã hóa thành một màn xương máu, bay ra ngoài bầu trời, biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh định đuổi theo, Dương Bách Xuyên ngăn lại nói, San Hồng, không cần đuổi, đối phương dùng thuật huyết đột, không đuổi kịp đâu, hắn ta bị kiếm khí gây thương tích, cộng thêm thuật huyết đột, cho dù có chạy thì cũng không sống lâu được. Rõ ràng, bổn mạng của Trang Tất Phương đã chạy thoát. Cũng tệ lắm, giết chết ba phân thân của Trang Tất Phương, bốn gã tay sai, bổn mạng của gã cũng bị thương nặng. Sau trận chiến lần này, Dương Bách Xuyên cũng có nhận thức rõ hơn về tu chân giả ở tu chân giới. Quả thật, nếu so sánh thì mạnh hơn tu sĩ của Sơn Hải giới rất nhiều, nhưng thực lực của hắn cũng không yếu, đối phó với Trang Tất Phương chưa tu luyện thành ngũ hành phân thân, bản thân hắn không có chút áp lực nào, hắn chỉ sợ gặp phải phân thần cảnh ngũ hành phân thân, hoặc là phân thân cửu tôn mà thôi. Đương nhiên nếu như gặp phải cao thủ hợp thể cảnh, lúc đó hắn bỏ chạy là được. Hôm nay giết chết được lão giả phân thần đại viên mãn là có hai lý do, một là linh thức và chân khí của hắn cao hơn gấp 10 lần so với những tu sĩ đồng cảnh giới, hai là do lão giả kia xem thường hắn, lơ là khiến cho Dương Bách Xuyên lợi dụng sơ hở rồi bị giết. Dương Bách Xuyên biết, nếu thật sự đối mặt với tu chân giả phân thần cảnh, mặc dù hắn có thể giết chết, nhưng chắc chắn không phải một kích là có thể giết được. Còn có điều kiện quan trọng nhất, đối phương phải là phân thần cảnh bình thường. Vẫn chưa tu luyện thành ngũ hành phân thân và phân thân cửu tôn. Sau này, bất kể là tu vi hay thực lực như thế nào thì đều không thể coi thường. Dương Bách Xuyên nghĩ, hắn vẫn nên tu luyện phân thân, nâng cao tu vi mới được, hiện tại tu vi của hắn mới chỉ là phân thần sơ kỳ, sau này lăn lộn ở tu chân giới sẽ rất khó khăn. Dương Bách Xuyên bảo Hầu Đậu Đậu thu dọn chiến trường, hắn cũng không từ bỏ phúc lợi này. Hiện tại, linh thạch trên người cũng không nhiều, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình rất nghèo, cho nên nhất định phải vơ vét trên người lão giả và ba gã phân thần sơ kỳ kia. Một lúc sau, Hầu Đậu Đậu đưa cho Dương Bách Xuyên bốn cái nhẫn không gian. Dương Bách Xuyên cầm lấy nhẫn không gian của lão giả, rót linh khí vào trong xem thử. Hắn phát hiện, bên trong có 5 viên linh thạch trung phẩm, 10 viên linh thạch thượng phẩm, có cả linh dược và đan dược nhưng không phải hàng có giá trị. Dương Bách Xuyên còn thấy một miếng ngọc giản, sau khi kiểm tra thì sắc mặt hắn thay đổi, trong lòng sinh ra một dự cảm không lành. Đây là ngọc giản thân phận, bên trong có giới thiệu sư môn của lão giả này, gọi là Thiên Nguyên Tông. Đương nhiên đây không phải là mấu chốt là bên trong có viết Thiên Nguyên Tông, tông môn đứng đầu núi tinh thần. Lão đầu đã nói với hắn, tinh thần môn của nhị sư huynh chính là môn phái đứng đầu núi tinh thần. Nhưng hắn lại nhìn thấy trên ngọc giản thân phận của lão già kia nói tông môn đệ nhất núi tinh thần là Thiên Nguyên Tông. Cái này, lão đầu không lừa hắn đấy chứ. Từ ngọc giản thân phận của lão già có thể thấy Thiên Nguyên Tông ở trên núi tinh thần, mà tông môn của nhị sư huynh cũng ở núi tinh thần, đều là tông môn đứng đầu núi tinh thần. Rốt cuộc tông môn nào mới đứng đầu? Không thể có hai núi tinh thần đúng chứ? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên không nhìn được gọi sư phụ trong đầu, lão già ra ngoài một lát đi, có điểm bất thường. Thằng nhóc thúi, con có để cho vi sư nghỉ ngơi đàng hoàng không hả? Vân Thiên Tà phàn nàn. Dương Bách Xuyên phớt lờ lời oán trách của sư phụ, thẳng thừng nói, người có chắc tông môn đứng đầu núi tinh thần là tinh thần môn do nhị sư huynh sáng lập không? Phí lời, điều này có thể giả sao? Tuy nhị sư huynh của con không được thông minh cho lắm, nhưng dù sao cũng là đệ tử của vi sư. Với tu vi của nó, khai tông lập phái không có gì khó. Trước khi vi sư gặp kiếp nạn, tinh thần môn đã là tông môn đứng đầu núi tinh thần rồi, điều này không thể nghi ngờ. Vân Thiên Tà trả lời. Nghe thấy sư phụ nói câu trước khi gặp kiếp nạn, Dương Bách Xuyên lập tức cười gượng, lão già chết tiệt, đại kiếp nạn của người đã qua hơn vạn năm rồi, trong khoảng thời gian dài như vậy sẽ xảy ra chuyện gì?
Mặc dù truyền thừa của một tông môn có thể kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng cũng có chuyện truyền thừa vô cùng huy hoàng trở nên lụi tàn mà. Người nói xem, liệu tông môn của nhị sư huynh có? Tuy Dương Bách Xuyên không nói hết câu, nhưng Vân Thiên Tà hiểu ý hắn. Quả thật ban đầu thầy trò hai người đã bỏ qua vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian dài như vậy, ai có thể bảo đảm tông môn của nhị đồ đệ còn tồn tại hay không? Thậm chí không phải là không có khả năng bị diệt môn. Nhất thời Vân Thiên Tà trở nên im lặng. Dương Bách Xuyên cũng lặng thinh. Một lúc sau, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, lập tức đi núi tinh thần. Cho dù tông môn của nhị sư huynh còn bị người ta hủy diệt, người làm sư phụ này cũng phải biết nguyên nhân. Dương Bách Xuyên nghe ra vị sư phụ trước giờ khá phóng khoáng lúc này bỗng trở nên nghiêm túc. Điều này chứng tỏ sư phụ rất quan tâm tới nhị sư huynh. Cũng có thể nói là sư phụ rất quan tâm tới mấy đồ đệ, bao gồm Dương Bách Xuyên. Chẳng qua là tính cách ông ấy quái đản, sẽ không khen ngợi người khác, chỉ giấu tình cảm tận sâu đáy lòng. Hai người đã trở thành thầy trò lâu như vậy, đương nhiên Dương Bách Xuyên biết kỳ thực sư phụ là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Sau đó, Dương Bách Xuyên dẫn theo ba người hầu đậu đậu đi núi tinh thần. Có sư phụ ở đây, thật ra Dương Bách Xuyên không sợ lạc đường, tìm núi tinh thần rất dễ. Một canh giờ sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện trên một ngọn núi lớn trông giống ngôi sao, cao tận mây trời. Nhìn kỹ thì thấy bên dưới có bốn đỉnh núi phân nhánh sừng sững giữa đất trời. Ngọn núi này giống hệt lời miêu tả của sư phụ, chính là điểm đến của chuyến đi này, núi tinh thần. Gọi là dãy núi thì hợp hơn đỉnh núi, bởi vì nó trải dài mấy chục dặm. Dương Bách Xuyên bay trên cao nên nhìn rõ chỉ riêng đỉnh núi dựng đứng đã lớn vô cùng. Hắn đáp xuống chân núi tinh thần. Dựa theo miêu tả của sư phụ, tinh thần môn của nhị sư huynh nằm ở trung tâm tinh thần, giữa bốn đỉnh núi, có đại trận hộ sơn bảo vệ, không thể phi hành mà phải đi bộ lên. Đại trận của tinh thần môn là đại trận tinh thần do chính sư phụ thiết lập khi nhị sư huynh khai tông lập phái, tương ứng với châu thiên tinh thần. Dương Bách Xuyên nghĩ, đáng lý ra có đại trận hộ sơn mà sư phụ thiết lập thì tinh thần môn do vị nhị sư huynh chưa từng gặp mặt sáng lập nên sẽ không diệt vong mới đúng. Nhưng hắn không tài nào hiểu nổi vì sao ngọc giản trên người lão giả bên cạnh Trang Tất Phương lại chỉ ra rằng tông môn đứng đầu núi tinh thần là Thiên Nguyên Tông. Trong lòng Dương Bách Xuyên chất chứa nghi ngờ, song phải chờ lên núi tinh thần kiểm tra mới biết được. Hắn không ngờ ngày đầu tiên đến tu chân giới đã bị nhị thế tổ để mắt. Ban đầu hắn cứ tưởng cái tên nhị thế tổ Trang Tất Phương bám theo đánh cướp, bây giờ nhờ ngọc giản thân phận của lão giả mới biết tông môn của nhị thế tổ Trang Tất Phương cũng ở núi tinh thần. Không chừng tông môn của nhị sư huynh đã biến mất trong dòng sông lịch sử, bị Thiên Nguyên Tông tông môn của nhị thế tổ Trang Tất Phương thay thế rồi. Dương Bách Xuyên ôm nghi vấn leo lên núi tinh thần, đi tới tinh thần môn theo sự chỉ dẫn của sư phụ. Cùng lúc đó, Trang Tất Phương chật vật chạy trốn tới trước một ngọn núi lớn ở hướng tây bắc núi tinh thần, tay đánh ra một pháp quyết. Từng bụi cây trong rừng rậm rộng lớn dịch chuyển, một sơn môn xuất hiện, bên trên viết Thiên Nguyên Tông. Hai đệ tử thủ sơn thấy người đến là Trang Tất Phương, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nhưng vẫn vội vàng bước tới đỡ gã. Bởi vì bọn họ thấy trên người Trang Tất Phương bê bết máu, rõ ràng là bị thương nặng. Hai đệ tử thủ sơn đều cho rằng Trang Tất Phương bị như vậy là đáng đời. Gã là một tên nhị thế tổ khốn kiếp, thường ngày luôn trưng ra dáng vẻ ngạo mạn, ở Thiên Nguyên Tông cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo người ta có ông nội là trưởng lão của Thiên Nguyên Tông chứ? Bọn họ chỉ có thể nịnh nọt, không thể đắc tội. Bây giờ xem ra tên này bị người ta đánh. Hai đệ tử thủ sơn thầm vui trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm. Bước tới đỡ Trang Tất Phương, Trang Thiếu, ngài bị làm sao thế? Cút! Trang Tất Phương hất hai người ra, lập tức rảo bước muốn đi vào Thiên Nguyên Tông. Gã bị Dương Bách Xuyên chém chết ba phân thân, chân thân cũng bị thương nặng. Nếu không có bùa hộ thân ông nội ban cho thì lần này gã suýt mất mạng rồi. May mà cuối cùng cũng trốn thoát, nhưng Trang Tất Phương biết lần này tu vi giảm mạnh. Gã cực hận tên tiện dân đến từ tiểu thế giới kia. Gã vội vàng đi vào tông môn là để tìm viện binh đi báo thù. Vị trí của tiện dân kia chỉ cách Thiên Nguyên Tông mười mấy dặm,
tu chân giới chỉ cần thời gian một ly trà là có thể đuổi tới. Sau khi vào trong Thiên Nguyên Tông, Trang Tất Phương vốn định tới trưởng lão viện tìm ông nội mình, nhưng chợt đổi ý không đi nữa. Gã biết tính cách của ông nội mình không tốt lắm, tuy ông nội yêu thương gã, nhưng gã cũng sợ ông nội. Hơn nữa, đối phó với Dương Bách Xuyên thì chẳng cần cường giả như ông nội ra tay, gã có thể tìm một đồ đệ của ông nội đánh giúp. Trang Tất Phương đảo mắt suy nghĩ, sau đó đi tới một viện biệt lập. Lăng Ba Viện là đạo tràng của đệ tử nội môn tinh anh của Thiên Nguyên Tông, bên trong là từng lầu các biệt lập. Trang Tất Phương đi tới trước một lầu các trong số đó rồi dừng lại, cất lời, tiểu sư thúc, Tất Phương cầu kiến. Tiểu sư thúc trong lời gã là Hoa Khuyết, đệ tử nhỏ nhất của ông nội gã nhưng lại là người tu chân cảnh giới phân thần có phân thân ngũ hành viên mãn. Người tu chân cảnh giới phân thần ngũ hành viên mãn đã tu thành 5 phân thân kim mộc thủy hỏa thổ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn xa người tu chân cùng cảnh giới phân thần. Cảnh giới phân thần chia thành 3 cấp bậc, bình thường, ngũ hành và cửu tôn. Trang Tất Phương là cảnh giới phân thần bình thường, thiên phú bình thường. Người có thể tu thành phân thân ngũ hành đều có thiên phú vượt trội, được tông môn bồi dưỡng trọng điểm. Cửu tôn ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay. Thường ngày quan hệ giữa Trang Tất Phương và Hoa Khuyết khá tốt, nói chuyện hợp nhau. Gã nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Hoa Khuyết sẽ giúp mình ra mặt, mấy đệ tử khác của ông nội đều là cường giả cảnh giới hợp thể, gã không mời nổi. Là Tất Phương à, vào đi. Trong lầu các vang lên một giọng nói hùng hậu, sau đó cửa mở ra. Trang Tất Phương nặn ra mấy giọt nước mắt, vừa vào cửa đã gào khóc inh ỏi, tiểu sư thúc, thúc phải phân xử cho con bị một tiện dân bắt nạt, suýt chút nữa thì không được gặp sư thúc nữa, hu hu hu. Trong lầu các không có đồ trang trí dư thừa, chỉ có một bộ bàn ghế. Một người trung niên khoảng 40 tuổi chắp tay ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, người này chính là Hoa Khuyết mà Trang Tất Phương muốn nhờ giúp đỡ. Đứng lên nói chuyện, con đã lớn rồi, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Khuyết cũng rất bất lực với Trang Tất Phương. Nếu không phải nể tình đối phương là cháu trai của sư phụ, thì Hoa Khuyết sẽ mặc kệ gã. Trang Tất Phương thuận thế đứng dậy, vừa khóc vừa kể lể. Sau khi Trang Tất Phương nói xong, trong mắt Hoa Khuyết lóe lên tia sáng, đồng thời hỏi, con có chắc tiện dân kia dẫn theo Chồn Phi Thiên Tầm Bảo không? Còn có tiểu phượng hoàng nữa. Sư thúc, con có thể lừa thúc ư? Nếu không phải con tiểu phượng hoàng kia lợi hại, con đâu bị tiện dân kia đánh trọng thương. Trang Tất Phương thấy Hoa Khuyết hỏi về tiểu phượng hoàng và Chồn Tầm Bảo, lập tức phóng đại lên. Gã biết Hoa Khuyết nhất định sẽ dục dịch vì Chồn Tầm Bảo và tiểu phượng hoàng, bây giờ xem ra quả nhiên là thế. Được, con là cháu trai duy nhất của sư phụ. Hoa Khuyết ta là đệ tử của sư phụ nhưng cũng đối xử với con như con ruột. Ta nhìn con lớn lên từ tấm bé, sao có thể để cho người khác bắt nạt con. Đi thôi, tiểu sư thúc báo thù cho con. Hoa Khuyết nói năng hùng hồn, nhưng thật ra ông ta nghe thấy có Chồn Tầm Bảo và tiểu phượng hoàng liền dục dịch ngay. Trong khi đó, Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết sau khi Trang Tất Phương trốn thoát đã dẫn viện binh đi tìm hắn. Lúc này hắn đã tới đoạn phân nhánh ở lưng chừng núi. Nhìn hai ngã rẽ một đông một tây, hắn thầm hỏi sư phụ trong lòng, lão già, đi bên nào? Xem ra đúng là không bình thường, không ngờ lại xuất hiện hai con đường. Trước kia không có, chỉ có một con đường đến thẳng sơn môn của tinh thần môn, vừa dứt lời, Vân Thiên Tà chợt ổ lên, sao trên sườn núi phía trước lại xuất hiện chữ Thiên Nguyên Tông? Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên trên vách núi có 3 chữ to Thiên Nguyên Tông. Thật kỳ lạ, trước đây hẳn là viết 3 chữ tinh thần môn mới đúng. Bây giờ xem ra Thiên Nguyên Tông là tu hú chiếm tổ. Lập tức đi hướng đông, bên đó là vị trí sơn môn của tinh thần môn. Địa bàn của đồ đệ bị người ta chiếm, điều này chứng tỏ khả năng cao là tinh thần môn đã bị diệt tông. Nếu không, không một tông môn nào chịu được cửa nhà mình treo tên của tông môn khác. Đây là vả mặt trắng trợn. Không một tông môn nào có thể tha thứ cho hành vi này. Dương Bách Xuyên nghĩ thấy cũng đúng, không có bất kỳ tông môn nào có thể chịu được chuyện cửa nhà mình bị tên nhà người khác chiếm cứ. Hơn nữa, trên núi không có bất kỳ dấu vết gì liên quan đến tinh thần môn, chỉ có 3 chữ to Thiên Nguyên Tông. Mấu chốt Thiên Nguyên Tông còn là kẻ thù. Tên nhị thế tổ Trang Tất Phương và lão giả bị hắn chém giết là người của Thiên Nguyên Tông.
Vừa nãy Dương Bách Xuyên đã chém giết một nhóm người Thiên Nguyên Tông, bây giờ lại chạy tới xào huyệt của Thiên Nguyên Tông, tim hắn đập thình thịch. Hắn lẩm bẩm trong lòng, có cảm giác lần này sư phụ bẫy người rồi. Nhưng sư phụ dẫn đường cho mình tới địa giới tinh thần môn, chắc là không sai đâu. Bây giờ xem ra tinh thần môn của nhị sư huynh có khả năng đã trở thành lịch sử. Nói cách khác, sau khi Thiên Nguyên Tông tiêu diệt tinh thần môn đã chiếm luôn địa bàn. Nếu vậy thì mối thù này lớn rồi đây. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được cảm xúc của sư phụ dao động mãnh liệt. Sau đó, hắn đi về hướng đông theo gợi ý của sư phụ, bên kia là hướng tây. Theo chỉ dẫn của sư phụ, tinh thần môn của nhị sư huynh nằm ở 300 mét phía đông, đó là vị trí sơn môn. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên vừa mới đi khỏi, hai bóng người chạy như bay từ phía tây tới, chính là Trang Tất Phương và Hoa Khuyết. Tiểu sư thúc chờ chút, Trang Tất Phương dừng lại nói, lúc này gã đang đứng ở chỗ sườn núi viết ba chữ Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông nằm ở phía tây tinh thần môn. Sao thế? Hoa Khuyết hỏi. Sau khi ông ta biết Trồn Tầm Bảo và Thần Cầm đang ở bên cạnh một tiện dân phân thần sơ kỳ, trong lòng vô cùng chấn động, thầm nghĩ phải bắt được Trồn Tầm Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Đến lúc đó, ông ta có thể trở thành đệ tử nòng cốt của Thiên Nguyên Tông. Có Trồn Tầm Bảo, ông ta có thể đạt tới cảnh giới hợp thể, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Tiểu sư thúc, con từng đánh với tiện dân kia nên nhớ được khí tức của hắn. Khí tức của tiện dân kia cùng với khí tức của Tiểu Phượng Hoàng, Trồn Tầm Bảo và con khỉ từng xuất hiện ở đây. Trong lúc nói chuyện, Trang Tất Phương nhắm má cảm nhận, sau đó thình lình mở mắt ra, bọn họ đi hướng đông, mới rời đi không lâu. Trang Tất Phương hơi kích động, tuy gã không biết tiện dân kia đến đây làm gì, nhưng đối phương đã xông vào địa bàn của Thiên Nguyên Tông, điều này khiến Trang Tất Phương vui phơi phới. Đến núi tinh thần, để xem các ngươi chết thế nào. Hoa Khuyết nhíu mày hỏi, con chắc chắn mình không nhầm chứ? Tất nhiên không nhầm, có chết con cũng không quên khí tức của tiện dân kia, chắc chắn không sai được. Trang Tất Phương nói chắc như đinh đóng cột. Sau đó, gã thấy Hoa Khuyết nhíu mày, không kìm được bèn hỏi, sao vậy tiểu sư thúc? Hoa Khuyết nhíu mày, trầm ngâm nhìn ngã rẽ hướng đông, con đã quên phía đông là nơi nào ư? Nghe vậy, Trang Tất Phương bừng tỉnh, ý của tiểu sư thúc là tinh thần môn. Đúng vậy. Trước đây ngọn núi tinh thần này là địa bàn của tinh thần môn. Sau khi Thiên Nguyên Tông chúng ta tới, núi tinh thần mới có hai tông môn. Thiên Nguyên Tông chúng ta chiếm phía tây, phía đông là tinh thần môn. Có điều tinh thần môn đã phong sơn mấy nghìn năm rồi, chẳng biết bây giờ trong đó có còn ai hay không. Có khi tiện dân mà con kể là truyền nhân của tinh thần môn ở tiểu thế giới cũng không chừng. Ngoài ra tông môn có quy định không được nảy sinh xung đột với tinh thần môn. Xem ra chuyện này khó giải quyết rồi đây. Nói xong Hoa Khuyết trầm tư. Hoa Khuyết nói vậy, Trang Tất Phương mới nhớ ra một đoạn lịch sử về Thiên Nguyên Tông trú tại núi Tinh Thần vào 5.000 năm trước. 5.000 năm trước, không biết vì nguyên nhân gì mà tổ sư gia của Thiên Nguyên Tông chuyển đến núi Tinh Thần. Kết quả là lúc đó Thiên Nguyên Tông và Tinh Thần Môn đã xảy ra một trận đại chiến tranh đoạt địa bàn. Trận chiến ấy Thiên Nguyên Tông thắng lợi, Tinh Thần Môn thua. Tuyên bố phong sơn đóng cửa. Vốn dĩ Thiên Nguyên Tông có thể tiêu diệt tinh thần môn, nhưng đại trận thủ hộ của tinh thần môn mạnh vô cùng, ngay cả tổ sư gia của Thiên Nguyên Tông cũng không phá được, từ đó về sau sống chết mặc bay. Thiên Nguyên Tông tọa lạc phía tây núi tinh thần, chẳng khác gì hoàn toàn chiếm cứ núi tinh thần. Mà tinh thần môn hoàn toàn phong sơn, hoàn toàn co rụt trong sơn môn, tất cả tài nguyên của núi tinh thần đều rơi vào tay Thiên Nguyên Tông. Tinh thần môn thành rùa đen rút đầu, Thiên Nguyên Tông và tinh thần môn trở thành kẻ thù không đội trời chung, điều này không thể nghi ngờ. Mấy nghìn năm qua đi, Thiên Nguyên Tông luôn tìm cơ hội xông vào tinh thần môn. Nhưng sau khi tinh thần môn phong tỏa sơn môn, nó trở thành mai rùa kiên cố, không thể vào được. Nhưng 3.000 năm trước, sau khi tổ sư gia của Thiên Nguyên Tông bay lên đó đã để lại một điều tổ huấn, đó là không được đi đánh tinh thần môn nữa. Lý do là sơn môn của tinh thần môn quá kiên cố, không phá được. Tuy nhiên trên thực tế, Trang Tất Phương biết được nội dung tổ huấn chính xác từ ông nội mình. Tổ sư gia của tinh thần môn có đồng môn rất mạnh ở tinh cương khác, ngộ nhỡ chọc giận tinh thần môn tìm đến cường giả ở tinh cương khác thì Thiên Nguyên Tông sẽ gặp họa. Chỉ có thể vây khốn tinh thần môn, không cho người của tinh thần môn ra ngoài liên lạc với bên ngoài là được.
Trang Tất Phương nhìn Hoa Khuyết, cứ tưởng ông ta không muốn gây chuyện, bèn gấp gáp nói, tiểu sư thúc, đối phương chỉ là một tiện dân đến từ tiểu thế giới mà thôi. Và lại hắn không biết quan hệ giữa tinh thần môn và thiên nguyên tông chúng ta. Chúng ta nhân cơ hội này giết chết hắn, bắt trồn tầm bảo và tiểu phượng hoàng thì thần không biết quỷ không hay, không cần lo lắng gì hết đúng không? Người đến từ tiểu thế giới làm gì có lai lịch lớn? Tất nhiên Hoa Khuyết biết Trang Tất Phương nghĩ gì, nhưng ông ta rất thèm muốn trồn tầm bảo và tiểu phượng hoàng, cho nên gật đầu bảo đi thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, tên nhóc kia đã tới núi tinh thần thì có chạy đằng trời. Sau đó, hai người đuổi tới sơn môn của tinh thần môn ở phía đông. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên đi được hơn 100 mét đã đến cuối đường, trong tầm mắt là một vách núi dựng đứng cao tận mây xanh. Lão già ơi, hết đường rồi, có cần leo lên đỉnh núi không? Hắn nghĩ sơn môn của tinh thần môn ở trên vách núi. Kết quả là sư phụ nói, sơn môn của tinh thần môn ở ngay sườn núi, nhưng vi sư cảm nhận được bên ngoài ngọn núi đã bị người ta dùng pháp lực lớn phong tỏa. Xem ra sau khi tinh thần môn phong sơn, bên ngoài còn bị người khác phong ấn tiếp. Thật là đáng chết. Vân Thiên Tà lạnh lùng mắng chửi. Đồ tử đồ tôn bị người ta ức hiếp đến nông nỗi này, ai mà chả giận. Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy ớn lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ nổi giận. Trước đây, cho dù hắn đâm đầu vào chỗ chết, sư phụ vẫn bình thản ung dung. Nhưng lúc này hắn cảm nhận được lửa giận ngút trời của sư phụ. Thiết nghĩ nhị sư huynh thật đáng thương, bị người ta dồn ép đến nông nỗi này, địa bàn bị người ta chiếm đoạt, sau khi trốn thoát liền đóng sơn môn, đến sơn môn cũng bị người ta chặn kín bên ngoài. Giống như thổ phỉ cướp bóc, chủ nhà không chống đỡ được bèn đóng cổng trốn trong nhà. Thổ phỉ không mở được cổng, dứt khoát xây một bức tường ở cổng, thế là người bên trong không ra ngoài được. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng giận, huống chi là sư phụ. Nói thế nào thì tinh thần môn cũng toàn là đồ tử đồ tôn của sư phụ. Sư phụ được mệnh danh là tán tiên chí tôn, vậy mà đồ tử đồ tôn lại bị người ta ức hiếp như vậy, thật là đáng giận. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, sư phụ, có phá được phong ấn bên ngoài không? Một phong ấn còn con có gì mà không phá được, con hãy giữ vững tinh thần, vi sư mượn tay con phá phong ấn, sau đó chúng ta vào tinh thần môn là được. Vân Thiên Tà trầm giọng nói. Dương Bách Xuyên biết hiện tại tâm trạng của sư phụ không tốt, hắn không dám nói đùa với sư phụ. Nghe thấy sư phụ nói muốn mượn pháp, hắn vội vàng giữ vững tinh thần, để cho sư phụ đích thân ra tay. Dù sao hắn cũng không thể nào phá được phong ấn gì đó. Cánh tay trái nóng lên, ngay sau đó Dương Bách Xuyên thoáng run lên, cảm thấy mình trở thành người đứng xem. Hắn biết sư phụ đã kiểm soát cơ thể của mình. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sư phụ tiến lên vài bước, vung hai tay, sức mạnh khổng lồ hội tụ. Ông ấy đang định ra tay phá phong ấn thì đột nhiên dừng tay, xoay người nhìn. Chỉ thấy cách mấy chục mét có hai người đang đi tới, một người trong đó là tên nhị thế tổ Trang Tất Phương lúc trước chạy thoát, người còn lại độ tuổi trung niên có khí tức cường đại. Dương Bách Xuyên trông thấy Trang Tất Phương, trong lòng lập tức thoải mái. Hắn đã chứng thực được suy đoán của mình. Quả nhiên Thiên Nguyên Tông nằm ở núi Tinh Thần, hẳn là một hướng khác Tinh Thần Môn, nếu không Trang Tất Phương sẽ không tìm đến nhanh như vậy. Tiện dân, bản thiếu gia chống mắt lên coi ngươi trốn đi đâu. Trang Tất Phương vừa nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt nham hiểm vừa chửi mắng, sau đó nói với Hoa Khuyết, tiểu sư thúc, thằng nhãi này chính là tiện dân kia. Dương Bách Xuyên thấy Trang Tất Phương mắng, hắn lập tức cười lạnh một tiếng. Giờ phút này lão già đang mượn dùng cơ thể của hắn. Hơn nữa lão già còn nổi giận nữa, Trang Tất Phương rõ ràng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Các ngươi là người của Thiên Nguyên Tông, giọng nói khàn khàn của Vân Thiên Tà vang lên. Nếu tiện dân ngươi đã biết, vậy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Đương nhiên Trang Tất Phương sẽ không biết giờ phút này người đang nói chuyện chính là sư phụ Vân Thiên Tà của Dương Bách Xuyên chứ không phải là bản thân Dương Bách Xuyên, nên hắn ta vẫn cực kỳ kiêu ngạo. Cho rằng gọi một tiểu sư thúc Hoa Thiếu đến là có thể bắt lấy Dương Bách Xuyên chỉ trong một cái trở tay. Không ngờ ở trong mắt Vân Thiên Tà, hai người đã biến thành bốn người. Rất tốt, Vân Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Giờ phút này Hoa Thiếu lại cảm thấy hơi không ổn lắm, hắn ta hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi của tiện dân ở trước mắt này, không tài nào nhìn ra được, tạo cho người ta một cảm giác sâu hun hút. Hắn ta nói thầm trong lòng,
Rõ ràng Trang Tất Phương đã nói đối phương là tu vi phân thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng bây giờ hắn ta lại không nhìn thấu được là tại sao chứ? Hoa Thiếu vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy tiện dân đang đứng cách mình mười mấy mét cử động. Người khác không biết nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được sự tức giận đang đè nén trong lòng lão già một cách rõ ràng, cuối cùng cũng bùng lên. Trang Tất Phương và người đàn ông trung niên cũng tới cùng đã trở thành thùng thiết giận của lão già. Quỳnh! Ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy biển ý thức của mình bỗng nhiên chấn động, nguyên thần cũng cảm thấy không ổn định, nhưng mà một khoảng thời gian còn đáng sợ hơn đã xuất hiện. Bình càn khôn trên cánh tay trái hắn đột nhiên nóng lên, mạnh hơn trước gấp mấy chục lần, sức mạnh khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy sợ hãi bỗng nhiên tràn ngập toàn thân, lúc này Dương Bách Xuyên có dự cảm bản thân mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Cảm giác căng tràn như muốn nổ tung khi bị sức mạnh của bình càn khôn tiến vào trong cơ thể khiến tim hắn đập nhanh một cách bất ngờ, sức mạnh này là một loại sức mạnh cường đại mà trước nay Dương Bách Xuyên chưa bao giờ hình dung ra được, cảm giác còn mạnh hơn cả sức mạnh hồng hoang được kích phát từ xương tay hắn gấp ngàn lần vạn lần. Đáng sợ hơn nữa là sau khi sức mạnh cường đại đó xuất hiện, trong biển ý thức lại đột ngột xuất hiện sức mạnh thần hồn rời non lấp biển. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên chợt cảm thấy thần hồn của mình đã bị nó dồn vào một góc của biển ý thức. Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với sức mạnh thần hồn mạnh mẽ này, chính là hơi thở thần hồn của sư phụ Vân Thiên Tà, mạnh đến mức khiến thần hồn của hắn run lên bần bật. Giờ phút này hắn mới biết được lão già mà tức lên sẽ đáng sợ tới nhường nào, trong lòng nghĩ có lẽ đây mới là sức mạnh thần hồn thực sự của lão già, sức mạnh tối cao của thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng lão già có thể bộc phát ra được sức mạnh và hơi thở thần hồn cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng như thế. Đây mới chỉ là sức mạnh tàn hồn của lão già thôi, Dương Bách Xuyên không thể tưởng tượng được, nếu lão già mà có cơ thể riêng trong thời kỳ Hoàng Kim, ông sẽ mạnh tới cỡ nào đây chứ? Dương Bách Xuyên không có cách nào tưởng tượng ra được hình ảnh đó. Thần hồn của Dương Bách Xuyên cảm nhận được nguy hiểm sẽ bị hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Hắn sợ hãi, vội vàng hét to, lão già chết tiệt, người muốn lấy mạng con à. Hét to một tiếng xong, ngay sau đó thần hồn của hắn truyền tới một luồng hơi thở ấm áp, hắn lập tức cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, biết là lương tâm của lão già đã trỗi dậy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất áp lực, có cảm giác thở không nổi. Lúc này chỉ nghe thấy giọng nói của lão già vang lên trong đầu, cố chịu đựng trước đã, để vi sư tiêu diệt cái thứ Thiên Nguyên Tông chó má đó. Đồ tử đồ tôn của Vân Thiên Tà ta sao có thể để một đám lưu manh đầu đường bắt nạt? Ách! Dương Bách Xuyên nhất thời nghẹn lời, hắn cảm thấy lúc này lão già giống như đã điên mất rồi, nhưng mà lời ông nói ra lại vô cùng khí phách, khiến hắn không thể phản bác được. Nhưng mà không hiểu sao hắn lại thích lời nói bá đạo tột đỉnh này của lão già, hay cũng có thể nói vì đã cảm nhận được sự che chở bao bọc của ông. Đây mới là sư phụ của Dương Bách Xuyên hắn, thập nhị kiếp tán tiên chí tôn của tu chân giới. Vừa mở miệng là sẽ phải diệt môn. Nếu là trước đây, lão già nói một câu diệt môn hắn sẽ châm chọc cười nhạo một hồi, nhưng là tại thời khắc này, Dương Bách Xuyên cười không nổi, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh cường đại đã vượt qua cả tưởng tượng của hắn, có lẽ lão già thật sự có thể tiêu diệt Thiên Nguyên Tông. Hết cách rồi. Ai bảo sức mạnh và hơi thở thần hồn này khiến Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự cuồn cuộn tựa như biển lớn, mà hắn đối mặt với sức mạnh này lại chỉ như một mảnh lá rơi ở trong biển vậy. Sức mạnh của tiên nhân cũng chỉ đến được thế thôi đúng không? Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận riêng của Dương Bách Xuyên. Chấm chấm chấm. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên cảm thấy lão già thoáng cái xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên, lúc này hắn giống như một khán giả. Mà người đàn ông trung niên đến cùng với Trang Tất Phương nhìn thấy lão già chợt xuất hiện, còn người còn lại, giơ tay đấm một quyền qua. Nhưng mà lão già hừ lạnh một tiếng, trở tay trực tiếp tóm lấy cổ tay hắn ta. Răng rắc. A. Người đàn ông trung niên kêu thảm thiết, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, hắn ta đã bị lão già sống sờ sờ xé toạc một cánh tay vứt trên mặt đất. Ngay sau đó trong tiếng hét của người đàn ông trung niên, chỉ thấy lão già lại phất tay tóm lấy đầu của người đàn ông trung niên. A! À, người đàn ông trung niên tức khắc hét thảm, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được cánh tay mình đang truyền đến từng luồng chân khí, hắn thầm hít hà một hơi trong lòng, lúc này mới phát hiện người đàn ông trung niên đã bị lão già không biết dùng thủ đoạn gì luyện hóa siêu hồn.
Trong nháy mắt người đàn ông trung niên đã trở nên khô héo. Trang Tất Phương ở cách đó không xa mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, hắn ta hưng phấn tìm tiểu sư thúc Hoa Thiếu tới để giết tiện dân, không ngờ tiện dân lại trở tay luyện tiểu sư thúc Hoa Thiếu thành người khô. Trang Tất Phương nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chân bỏ chạy, hắn ta rõ ràng cảm nhận được hơi thở truyền đến từ trên người tiện dân còn mạnh hơn gia gia của hắn trăm ngàn lần. Phải biết rằng gia gia của Trang Tất Phương chính là một vị nhị chuyển địa tiên, hơi thở của tiện dân này mạnh hơn gia gia hắn ta, chứng tỏ rằng tiện dân này còn mạnh hơn cả gia gia của hắn ta. Hơn nữa tiểu sư thúc Hoa Thiếu có tu vi phân thần cảnh ngũ hành phân thân viên mãn đã trực tiếp bị hạ gục trong nháy mắt. Tu vi cường đại cỡ này khiến lá gan Trang Tất Phương như muốn nứt ra, hắn ta biết lần này mình quả thật đã đá trúng ván sắt rồi, sau khi phản ứng lại hắn ta lập tức bỏ chạy. Giờ phút này chạy trốn mới là điều quan trọng nhất. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Trang Tất Phương chạy, nhưng hắn không lên tiếng, bởi vì hắn biết lão già tự nắm rõ. Giờ phút này, điều mà hắn quan tâm nhất chính là khi lão già siêu hồn của người đàn ông trung niên, hắn mới biết được người đàn ông trung niên có tên là Hoa Thiếu, là tiểu đệ tử của Trang Tính trưởng lão Thiên Nguyên Tông, mà Trang Tất Phương lại là tôn tử của trưởng lão Thiên Nguyên Tông. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm là từ trong ký ức đã lấy được từ việc siêu hồn Hoa Thiếu, hắn biết được tinh thần môn của nhị sư huynh quả thật đã bị Thiên Nguyên Tông chiếm đoạt địa bàn. Hơn nữa vào 5.000 năm trước bọn họ còn từng chém giết tinh thần môn, cuối cùng tinh thần môn bị đánh bại đành phải phong bế Sơn Môn, tổ sư gia của Thiên Nguyên Tông quả thật đã bày ra cấm chế cường đại ở ngay trước Sơn Môn của tinh thần môn, hoàn toàn phong kín tinh thần môn ở trong đó. Mà tổ sư gia của Thiên Nguyên Tông đã phong ấn tinh thần môn năm đó cũng đã phi thăng thượng giới vào 3.000 năm trước rồi. Hiện tại Thiên Nguyên Tông quả thật đã trở thành tông môn đệ nhất trong bán kính ngàn dặm của núi tinh thần, thay thế địa chí của tinh thần môn, là một kiểu tu hú chiếm tổ điển hình. Hiện giờ Thiên Nguyên Tông có khoảng mấy ngàn đệ tử, tông môn có địa tiên tọa chấn, có thái thượng trưởng lão là tam chuyển địa tiên. Chung quy lại là rất mạnh. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy ký ức siêu hồn đó, đương nhiên sư phụ Vân Thiên Tà cũng có thể nhìn thấy. Lão già không để ý đến Trang Tất Phương đang chạy trốn mà bắt đầu tiêu hóa ký ức của Hoa Thiếu, vài phút sau lão già lạnh giọng mắng, chết tiệt. Ngay sau đó ông lắc mình xuất hiện trước lối vào sơn môn của Thiên Nguyên Tông ở phía tây tinh thần môn, bỗng nhiên tung một trường vào trong rừng rậm. Ầm vang. Tiếng động lớn tựa như núi lở đất rời vang lên. Ở trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, một trường của lão già trực tiếp phá hủy khu rừng rậm có diện tích 2, 3 hoặc 400 mét, rồi sau đó một tòa sơn môn xuất hiện, chính là Thiên Nguyên Tông đã nhắc đến bên trên. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hắn đã biết được từ trong ký ức siêu hồn của Hoa Thiếu rằng mảnh rừng này cũng không phải là một khu rừng đơn giản mà là đại trận bảo vệ sơn môn của Thiên Nguyên Tông, chính là đại trận do tổ sư gia và trưởng lão qua các thời kỳ của Thiên Nguyên Tông đã kết hợp bố trí. Nhưng hiện tại lại lão già phá vỡ bằng một trường dưới cơn tức giận. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, quả thật lão già mạnh đến không gì cản nổi. Trong ký ức siêu hồn của Hoa Thiếu, tuy rằng khá là mơ hồ về tu vi của tổ sư gia và trưởng lão qua các thời kỳ của Thiên Nguyên Tông, nhưng Dương Bách Xuyên đoán bọn họ ít nhất cũng phải có cấp bậc địa tiên. Nhưng mà giờ phút này, đại trận hộ sơn do mấy nhân vật địa tiên đó bày ra lại không hứng nổi một kích dưới tay lão già nhà mình. Có thể thấy được lão già mạnh tới nhường nào, ngay cả chính hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Một trường đã phá hủy đại trận hộ sơn của Thiên Nguyên Tông, ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy lão già lại giơ tay lên, một trường khác trực tiếp đánh thẳng vào sơn môn rộng lớn của Thiên Nguyên Tông. Một trường khổng lồ được tung ra, che kín cả bầu trời. Uỳnh. Ngay sau đó sơn môn của Thiên Nguyên Tông đã trở thành một đống đổ nát. To gan, kẻ nào dám làm càn, khốn kiếp, lúc này từng tiếng giống giận rung trời vang lên, nơi xa từng bóng hình với hơi thở cường đại đang lao vút đến. Dương Bách Xuyên biết là cao thủ của Thiên Nguyên Tông đã xuất hiện rồi. Trong nháy mắt có tới 4 đến 5 chục bóng người xông ra, đằng sau còn có rất nhiều hơi thở đang lục tục xuất hiện. Dương Bách Xuyên biết lão già làm vậy xem như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, cũng không biết lão già có thể ứng phó được hay không. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại cảm giác được lão già đang cực kỳ bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy ông đang muốn tất cả những người này đều xuất hiện để ông xử lý luôn cả thể. Từng tiếng giống giận vang lên,
năm lão giả đầu tóc hoa râm hơi thở cường đại xuất hiện rải rác xung quanh Dương Bách Xuyên hay chính là Vân Thiên Tà. Kẻ nào to gan dám xông vào Thiên Nguyên Tông ta? Một lão giả dẫn đầu giận dữ đặt câu hỏi, người này chính là Thái Thượng trưởng lão của Thiên Nguyên Tông, Nam Cung Vị Ương. Một kẻ tam chuyển tán tiên, hai kẻ nhị chuyển tán tiên, một kẻ nhất chuyển tán tiên, quá yếu. Vân Thiên Tà tự nói một tiếng. Ngay sau đó Vân Thiên Tà nhìn tam chuyển tán tiên dẫn đầu, nói tinh thần môn bị các ngươi tu hú chiếm tổ, hôm nay bản tôn tới đây là muốn tiêu diệt các ngươi. Sau khi Nam Cung Vị Ương nghe thấy ba chữ tinh thần môn thì trong lòng lập tức run lên. Chuyện về tinh thần môn, chỉ có Thái Thượng trưởng lão Thiên Nguyên Tông là ông ta mới biết được, là mấy ngàn năm trước tổ sư gia cũng là sư phụ của ông ta nghe nói tông môn mình có thù oán với tinh thần môn. Cho nên sau khi tăng tiến tu vi đã tới đó báo thù, kết quả phát hiện kẻ thù đã không còn trong tinh thần môn nữa rồi. Rồi sau đó tổ sư gia đã trực tiếp tấn công tinh thần môn, cuối cùng chém giết rất nhiều tu chân giả của tinh thần môn. Tinh thần môn chẳng còn dư lại mấy đệ tử nên đã đóng sơn môn lại, sau đó tổ sư gia của Thiên Nguyên Tông cũng trực tiếp phong ấn sơn môn của tinh thần môn, tương đương với việc phong ấn tinh thần môn lại. Phong ấn tinh thần môn hoàn toàn cũng là bởi tổ sư gia sợ tinh thần môn sẽ có viện trợ từ bên ngoài tìm đến trả thù. 5.000 năm đã trôi qua rồi, không ngờ vẫn có người tìm đến, nhìn điệu bộ của người này, chắc cũng chẳng cần phải nói mấy câu dư thừa, đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Kế hoạch bây giờ cũng chỉ có giết chết người này thôi, mà cần phải giết chết, đối phương hủy hoại sơn môn của Thiên Nguyên Tông nên nhất định phải chết. Nhưng mà Nam Cung Vị Ương nhìn không thấu đối phương. Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên không thôi, nhưng ngẫm lại đây là tông môn nhà mình, trong Thiên Nguyên Tông của ông ta cũng có vô vàn đệ tử, bên người còn có 4 địa tiên, sau lưng còn có hơn 10 tu chân giả tu vi phân thần, hợp thể, độ kiếp, có cả một vị tông chủ tu vi đại thừa, đội hình cường đại như vậy, dù đối phương có tu vi ngang ngửa với cường giả sắp phi thăng, Nam Cung Vị Ương cũng không sợ. Ông ta lập tức ra lệnh, bày trận. Vừa ra lệnh xong, một đám cường giả ở sau lưng lập tức vây kín Dương Bách Xuyên hoặc là nói Vân Thiên Tà từ trong ra ngoài. Chẳng qua giờ phút này Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được lão già đang nở nụ cười, là một nụ cười lạnh. Dương Bách Xuyên lạnh lùng bàng quan giống như một khán giả, hắn có thể cảm nhận được sư phụ Vân Thiên Tà không thèm để ý tới việc mình bị vây kín tứ phía, thậm chí cả khi bị cao thủ Thiên Nguyên Tông bày trận cũng chẳng thèm quan tâm chút nào. Ông để mặc bọn họ thỏa sức bày ra long môn trận. Lúc này Dương Bách Xuyên lại có chút lo lắng, không nhịn được nói, lão già người mau ra tay đi, chúng ta bị bọn họ bao vây rồi. Gấp gì chứ, đợi người của bọn họ đến đông đủ hết rồi, vi sư sẽ giết sạch bọn chúng. Vân Thiên Tà hừ lạnh. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh. Có cảm giác như lão già đang đùa với lửa vậy, rốt cuộc nhìn ra xung quanh tất cả đều là tu chân giả. Trong khoảng thời gian ngắn bốn phía đã tập trung gần 100 người, hiển nhiên 100 người này đều là tu sĩ có tu vi không yếu. Tuy rằng khí thế mà lão già phát ra khiến hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác lão già mạnh đến không gì cản nổi, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, hắn không dám chắc lão già có thể đối phó được với nhiều tu sĩ như vậy không nữa. Trong lòng lo lắng thì vẫn lo lắng, nhưng Dương Bách Xuyên biết hắn cũng không quản nổi, bởi vì giờ phút này lão già là người nắm quyền. Nên hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến. Giờ phút này, những người vây quanh bọn họ đã bắt đầu phát ra chân khí cường đại từ trên người. Mắt thấy trận pháp bằng người của Thiên Nguyên Tông sắp thành hình rồi, Dương Bách Xuyên cực kỳ lo lắng. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng phát hiện lão già ra tay. Ông trầm giọng mở miệng, hai tay tạo thành pháp quyết, miệng hô, pháp tương thần thông, lên. Cuối cùng một chữ lên vừa dứt. Dương Bách Xuyên cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng chuyển động, ánh sáng vàng bùng nổ khắp cơ thể, cảm giác được cơ thể đột ngột trương phồng lên. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình như vừa cao lên mấy chục trượng. Ngay sau đó đám người của Thiên Nguyên Tông ở trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Sau đó Dương Bách Xuyên lại nghe thấy sư phụ trầm giọng thì thầm, phong vân càn khôn, phiên thủ vi vân, chết. Hai lòng bàn tay hợp lại, hung mãnh đập vào đám người Thiên Nguyên Tông ở dưới chân. Ầm 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 huỳnh. Trong khoảnh khắc đó, lão già ở trong mắt Dương Bách Xuyên đã đánh ra mười mấy chưởng, từng tiếng vỗ tay rung trời vang lên, toàn bộ mặt đất đều không ngừng rung chuyển kịch liệt,
khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Trời đất biến chuyển, những cái khe dài hàng mét trên mặt đất nứt ra, khu vực sơn môn của Thiên Nguyên Tông trời long đất lở, hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, cùng với từng tiếng hét thảm thiết vang lên, khoảng đất trong phạm vi 100 mét đổ lại đều bị thủng lỗ chỗ, gần trăm tu sĩ không có một ai thoát được. Nơi xa, một đám đệ tử Thiên Nguyên Tông đang chạy đến nhìn thấy cảnh tượng tựa như diệt thế này thì đều sợ tới mức hồn phi phách tán, nào dám xông lên nữa. Một số kẻ khôn ngoan đã nhanh chân phi người bay lên, chạy thục mạng về phía chân trời. Lúc này cách đó vài trăm thước, bóng dáng của Trang Tất Phương xuất hiện. Hắn ta trốn ở đằng sau một tảng đá lớn, ngây ngốc nhìn tiện dân đến từ tiểu thế giới biến thành một người khổng lồ cao gần 200 trượng, vung tay một cái đập bẹp những người đang nắm giữ vai trò quan trọng trong tông môn. Gia gia của hắn ta, thái thượng trưởng lão, các viện chủ của tông môn thành xương máu chỉ trong một trường, không có một ai may mắn thoát nạn. Hai mắt Trang Tất Phương đỏ như máu, muốn gọi to một tiếng ra ra nhưng lại không dám, trước đó hắn ta nhìn thấy tiểu sư thúc Hoa Thiếu bị giết, sợ mất mật, chạy thẳng một mạch đến chân núi mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ rằng mình nên quay về tông môn báo cho ra ra để ông ấy phái cao thủ trong tông môn bọn họ đi giết tiện dân. Nào biết vừa mới đến gần sơn môn lại thấy được trước mắt xuất hiện một màn này, trái tim lập tức thắt lại, ra ra đã chết, thái thượng trưởng lão và trưởng lão tông chủ V. Những trưởng bối mà hắn ta quen thuộc đều bị tiện dân biến thành người khổng lồ đập thành xương máu thịt vụn. Giờ phút này trong lòng Trang Tất Phương thấy hận vô cùng, biết trước hắn ta đã không trêu chọc tiện dân sát thần này rồi, nhưng hiện giờ tất cả đã quá muộn, hắn ta biết Thiên Nguyên Tông xong rồi. Mặc dù phía chân trời có một số đệ tử đang chạy trốn, nhưng những người đang nắm giữ vai trò quan trọng trong Thiên Nguyên Tông đã chết, Thiên Nguyên Tông cũng coi như đã bị diệt môn. Toàn thân Trang Tất Phương run rẩy, khắc ghi thật sâu dáng vẻ của tiện dân vào trong đầu, rồi sau đó hắn ta xoay người nhanh chóng bay khỏi đó. Hắn ta phải nhanh chóng rời đi, rời khỏi núi tinh thần, rời khỏi biên giới Nam Bắc của Ngân Hà Tinh, nếu có thể hắn ta thề rằng mình sẽ báo thù. Mà lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cực kỳ sốc, hắn không ngờ lão già lại mạnh đến vậy. Trong nháy mắt đã đập chết một đám cao thủ của Thiên Nguyên Tông. Ngay sau đó chỉ thấy lão già nhìn về phía mấy tòa cung điện lầu các ở nơi xa, cũng không nhúc nhích mà với lực lượng cách xa hàng nghìn mét của mình, cách không vung ra một bàn tay khổng lồ về phía các tòa kiến trúc của Thiên Nguyên Tông. Lão già vung bàn tay khổng lồ ra, cả bầu trời dường như bị mây đen bao phủ, bão táp nổi lên. Ầm ầm ầm. Một chưởng đánh qua, đống cung điện to lớn của Thiên Nguyên Tông cách đó mấy nghìn mét đều biến thành tro bụi, tiếng gào thét không ngừng vang lên bên trong. Ầm ầm ầm. Lão già không ngừng vung chưởng một cách điên cuồng, mỗi một cú đánh là một ngọn đồi hoặc một cung điện biến thành đống đổ nát. Khoảng chừng 10 phút sau, cuối cùng lão già cũng chịu dừng lại. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều đang bốc khói, hoàn toàn là cảnh tượng tận thế. Thế giới đều tĩnh lặng lại, chỉ có bụi đất từ Thiên Nguyên Tông là vẫn xông thẳng lên bầu trời. Không còn tiếng kêu thảm thiết. Không còn tiếng gào giống thật to. Trong lúc đó cũng có không ít đệ tử Thiên Nguyên Tông chạy loạn bốn phương, nhưng Vân Thiên Tà không để ý đến. Dương Bách Xuyên lại biết lão già khinh thường giết chết hoặc là đuổi theo những người đang chạy trốn đó. Một trận gió to thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn biết lão già đã giết chết cả ngàn người và diệt sạch một tông môn chỉ trong vài phút ngắn ngủn. Thiên Nguyên Tông đã bị lão già diệt môn chỉ trong một cái trở tay vậy đó. Trong lòng Dương Bách Xuyên thấy sốc vô cùng. Nhưng hắn lại không cảm thấy lão già tàn nhẫn, bởi vì đây là tu chân giới, ngươi không giết người khác sẽ giết ngươi, ngươi không tiêu diệt tông môn của người khác sẽ diệt tông môn của ngươi, cường giả ra tay không cần lý do, huống chi lão già lại có lý do để ra tay, chính là để báo thù cho tông môn của nhị sư huynh. Tinh thần môn của nhị sư huynh bị Thiên Nguyên Tông giết chết rất nhiều cao thủ, đệ tử còn sống cũng bị Thiên Nguyên Tông phong ấn hoàn toàn. Mấy ngàn năm đã trôi qua, sợ rằng đệ tử bị phong ấn trong tông môn của tinh thần môn cũng chẳng còn mấy người có thể sống sót ấy chứ. Không có tài nguyên tu luyện, cảnh giới tu vi sẽ không thể tăng lên được, chung quy sẽ có một ngày đại nạn tìm đến. Vì thế từ một góc độ nào đó, Thiên Nguyên Tông đã diệt tinh thần môn. Hiện tại lão già che chở đồ đệ diệt Thiên Nguyên Tông cũng không hề sai. Sau khi cơn gió to thổi qua,
toàn bộ Thiên Nguyên Tông đã thành một đống đổ nát lỗ chỗ. Lúc sau chợt thấy thân thể nhoáng lên một cái, lão già đã xuất hiện ngay trước sơn môn tinh thần môn, bỗng nhiên giơ tay đánh thẳng một chưởng vào lớp phong ấn trước sơn môn. Quỳnh! Một âm thanh trầm đục vang lên, một làn sóng khí khổng lồ tràn ra từ trên núi, bụi đất bay mịt mù, trên núi lại xuất hiện một tòa sơn môn ghi ba chữ tinh thần môn. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm giác thân thể chấn động, nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về chiều cao của một người bình thường, hoặc cũng có thể nói rằng lão già đã tản hết pháp tương thần thông đi. Mà cơ thể hắn cũng lấy lại được tự do. Giọng nói của lão già vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, tiểu tử thối, vi sư cần phải ngủ say để nghỉ ngơi, có thể cần một khoảng thời gian rất dài không thể tỉnh lại. Vi sư sẽ truyền cho ngươi tin tức của nhị sư huynh con và công pháp căn cơ của tinh thần môn, đến lúc ngươi tiến vào tinh thần môn sẽ có cái để minh chứng. Nếu tinh thần môn vẫn còn đệ tử trong môn sống sót, ai có thể chiếu cố thì ngươi cứ chiếu cố một chút. Hiện giờ theo vi sư nghĩ thì nhị sư huynh của con một là ở bên ngoài du ngoạn, hai là phi thăng, hoặc là hắn đã bị hại, cho nên nếu đệ tử trong tinh thần môn còn sống, ai con có thể chiếu cố thì cứ chiếu cố. Mặc dù lần này vi sư tiêu diệt một tông môn nhưng lại vận dụng vốn ban đầu, chắc là phải ngủ say một khoảng thời gian rất dài mới được, tiếp theo con cần tu luyện công pháp phân thân bí điển và sau này cần tu luyện công pháp, cảnh giới đẳng cấp, chiến kỹ thần thông, vi sư sẽ truyền toàn bộ cho con, ngày sau chính con phải tự mình lĩnh ngộ. À đúng rồi, còn có tin tức của đại sư huynh và tiểu sư tỷ của con, sau này nếu có cơ hội thì con đi tìm bọn họ, sau khi nhìn thấy bọn họ. Đừng nói cho bọn họ biết tình hình của vi sư, bên trong có cái vi sư để lại cho bọn họ. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, con phải nhớ kỹ ở tu chân giới không phải chỗ nhỏ bé giống sơn hải giới, luật rừng, yếu như cường thế và hoàn cảnh đều vượt xa sức tưởng tượng của con, cho nên đối xử với kẻ thù tuyệt đối không thể từ từ nương tay, nhất định phải tàn nhẫn. Hôm nay vi sư diệt Thiên Nguyên Tông không chỉ vì chút giận cho tinh thần môn, phần lớn là bởi vì vi sư biết luật rừng của tu chân giới, nếu như không tiêu diệt Thiên Nguyên Tông, tinh thần môn sẽ mãi mãi bị phong ấn, mãi mãi không thấy ánh mặt trời, cho dù ngày sau đệ tử tinh thần môn có thể sống sót, vẫn sẽ bị người của Thiên Nguyên Tông giết sạch. Diệt Tông Thiên Nguyên Tông còn có một ý nghĩa khác là vì thanh danh, mặc dù đời này vi sư không có khai tông lập phái, nhưng sư huynh sư tỷ ngươi đều có tông môn, tính ra chính là đồ tử đồ tôn của vi sư, chính là nhất mạch truyền thừa của ta. Mặc dù thanh danh ở tu chân giới có đôi khi chỉ là hư danh nhưng cũng rất quan trọng, bởi vì sau khi ngươi có thanh danh ở tu chân giới, theo một ý nghĩa khác chính là phải bảo vệ môn nhân đệ tử thân nhân bằng hữu, người khác sẽ không dám động đến người tông môn của ngươi một chút nào. Một tông môn đứng đầu một có thanh danh hiển hách, môn nhân đệ tử đi ra ngoài, cho dù là một đệ tử kim đan cũng dám răn dậy tồn tại địa tiên tồn tại, đây chính là uy danh của một tông môn hoặc là một người. Cho nên, sau khi tin tức hôm nay vi sư tiêu diệt Thiên Nguyên Tông truyền ra ngoài, nếu có đệ tử tinh thần môn ở bên ngoài thì đương nhiên sẽ trở về. Sau này cũng sẽ không có ai dám khinh thường đệ tử tinh thần môn nữa. Vì vậy một khi có kẻ thù, người phải nhớ kỹ, không nên trêu chọc thì đừng trêu chọc, một khi trêu chọc thì nhất định phải xuống tay cho đến chết, tông môn nào có thể diệt được thì cứ diệt tông môn ấy, gia tộc nào có thể diệt được thì cứ diệt. Muốn giết thì phải là diệt môn, giết đến khi kẻ thù sợ hãi. Giết đến khi kẻ thù nghe thấy tên con sẽ run rẩy, phải chạy trốn con, như thế con mới có thể sinh tồn ở tu chân giới, mới bảo vệ được môn nhân đệ tử, thân nhân bằng hữu của mình. Nhưng ngược lại, trước khi không hoàn toàn chắc chắn, ngươi phải làm hoặc giả bộ đáng thương, hoặc là trốn xa ngàn dặm, không được tùy tiện ra tay thì phải một kích tất sát, nếu hắn không chết thì người chết chính là con. Hiện thực ở tu chân giới rất tàn khốc, đến một lúc nào đó, chạy trốn hay ra vẻ đáng thương cũng là một ý tưởng không tồi, bởi vì chỉ có sống mới là thực tế nhất, chỉ có sống mới là hy vọng, chỉ khi con còn sống mới có thể tăng tu vi lên sau đó trở về trả thù, giết chết kẻ thù, phá nát tông môn của kẻ thù. Tất cả cơ sở này chính là cố gắng tu luyện, vì sự hy vọng con đừng lười biếng, mặc dù ở tu chân giới rất tàn khốc, thế nhưng càng theo con đường tu chân càng đặc sắc hơn, sau này phải tìm hiểu kỹ công pháp vi sư để lại cho con. Con càng mạnh thì tu chân giới sẽ là của cho con. Nếu con đạt thành cửu tôn phân thần cảnh thì đi tới tinh cương trường sinh ở tu chân giới, nếu như không tu luyện thành cửu tôn phân thần cảnh, vậy thì chờ sau khi con đạt đến hợp thể cảnh rồi hãng đi. Tông môn của đại sư huynh con đang ở tinh cương trường sinh,
vi sư cũng để lại một vài thứ ở một chỗ nào đó trong tinh cương trường sinh, nếu như con lấy được thì xem như vi sư tặng lễ vật cho đệ tử cuối cùng là con đi. Trong thần thông vi sư để lại cho con, có một bộ công pháp thần thông gọi là thập nhị chí tôn, chính là công pháp thần thông sau khi vi sư trở thành tán tiên, từ lúc bắt đầu chuyển tán tiên, ta vẫn luôn suy diễn tự nghĩ ra những chiêu thức đến thập nhất chí tôn. Môn thần thông này vi sư chỉ truyền cho hai sư huynh và tiểu sư tỷ của con, nhưng ba người bọn họ cũng chỉ biết 11 chiêu thức chí tôn, còn chiêu thức chí tôn thứ 12 là sau khi vi sư vượt qua thập nhị kiếp tán tiên thiên kiếp hơn 3.000 năm mới lĩnh ngộ sáng tạo ra. Còn chưa kịp truyền thụ cho ba người bọn họ. Bây giờ vi sư truyền thụ cho con, nếu sau này con có thể tìm thấy sư huynh sư tỷ của con thì hãy truyền thụ chiêu thứ 12 này cho bọn họ. Chiến kỹ thần thông của thập nhị chí tôn coi như là bằng chứng để sau này gặp mặt sư huynh sư tỷ của con. Trong thiên hạ cũng chỉ có hai sư huynh và tiểu sư tỷ của ngươi tu luyện thập nhị chí tôn của sư phụ, xem như là một phần duy nhất. Tiểu tử con không được lười biếng, phải tu luyện cho thật tốt, nếu có thể tu luyện thập nhị chí tôn tới chiêu thứ 9 thì đã có thể sống sót rất tốt ở tu chân giới rồi. Được rồi, vi sư cần ngủ say, con tự giải quyết cho tốt đi. Dương Bách Xuyên nghe xong lão già kiên trì nói chuyện, trong lòng cũng rất cảm động, nhưng vừa nghe lão già lại muốn ngủ say lần nữa, lập tức có chút sốt ruột nói, lão già, lần này không phải là ngươi sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa đấy chứ. Hắn biết lần nào lão già đã vận dụng vốn nguyên bản, giúp cho tông môn của nhị sư huynh một hơi thở, nhưng cũng làm cho nguyên khí của ông tổn thương nặng nề, hơn nữa còn không nhỏ, thật ra trong lòng hắn cũng có chút ghen tị. Trước kia hắn bị người ta khinh thường cũng chưa từng thấy lão già gây chiến như vậy, luôn nói cái gì mà sức mạnh tàn hồn của mình yếu ớt tiểu thần hồn không thể động thủ này kia, nhìn tình huống hôm nay đi, trước đây lão già đáng chết luôn che giấu thực lực. Mà hôm nay quả thật đã vận dụng át chủ bài, thẳng tay diệt một tông môn trong nháy mắt. Nghĩ lại trước đó lão già hóa thân thành người khổng lồ đại phát thần uy, lật tay tạo mây, trở tay tạo mưa. Thủ đoạn ung dung dễ dàng tiêu diệt rất nhiều cao thủ của Thiên Nguyên Tông, phất tay gian nan hủy diệt Thiên Nguyên Tông dù có uy thế kiến trúc cung điện, quả nhiên là làm cho Dương Bách Xuyên kích động đến cả người phát run, dù sao người châu bò cỡ này cũng là sư phụ của Dương Bách Xuyên hắn. Chỉ là Thiên Nguyên Tông bị diệt, thế nhưng xem ra bản thân lão già cũng giả vờ với Dương Bách Xuyên quá mức, lại muốn ngủ say, hắn rất lo lắng lần này lão già ngủ còn có thể tỉnh lại hay không, cho nên vội vàng kêu to. Tiểu tử thối, yên tâm, vi sư là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, chỉ cần bản thân vi sư không muốn chết thì sẽ không chết, cần phải hồi phục trong giấc ngủ say. Đương nhiên nếu tiểu tử con có thể nghĩ biện pháp để bình càn khôn thăng cấp tiến hóa lên nữa, có lẽ vi sư sẽ tỉnh lại rất nhanh. Được rồi, đừng lo lắng cho vi sư, sau này tu luyện cho tốt là được, những thứ vi sư để lại cho con, tất cả đều truyền vào trong đầu con. Theo giọng nói của Vân Thiên Tà dần dần yếu đi. Trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên chướng đau, ngay sau đó lượng tin tức khổng lồ xuất hiện trong đầu, hắn biết đây là những thứ lão già truyền thừa để lại cho mình. Trước đây lúc mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện chỉ được truyền thụ một lần, hiện tại xem như là lần thứ hai truyền thụ. Lượng tin tức khổng lồ làm cho đầu óc Dương Bách Xuyên từng đợt choáng váng, đầu chướng đau, hắn cũng không kịp quan sát, thật sự quá lắm, trong đầu bao trùm toàn diện hơn so với lần truyền thụ truyền thừa lần đầu tiên, phương diện nào cũng có. Nếu như nói truyền thừa mà lần đầu tiên lão già truyền thụ cho hắn là phiên bản cấp thấp, vậy lần truyền thụ này chính là phiên bản cao cấp. Sau khi trải qua hơn phân nửa thời gian, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng tiêu hóa được lượng truyền thừa khổng lồ, nhưng thật sự quá nhiều, hắn không thể quan sát tỉ mỉ được, giữ lại sau này từ từ tìm hiểu vậy. Hắn chỉ tìm tòi trong đầu, tìm ra thủ quyết trận pháp để tiến vào sơn môn của tinh thần môn, đại trận thủ hộ tinh thần môn chính là do lão già bố trí. Cho nên đại trận bí pháp để tiến vào tinh thần môn ông cũng truyền thụ cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên còn có công pháp tu luyện tinh thần quyết của tinh thần môn, đều là công pháp lập tông mà lão già truyền thụ cho nhị sư huynh. Sau khi Dương Bách Xuyên quan sát cách vào mới có thể làm quen với đệ tử của tinh thần môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần môn vẫn còn người còn sống. Dù sao đã bị Thiên Nguyên Tông phong ấn mấy ngàn năm. Đệ tử tinh thần môn bên trong có thể kiên trì mấy ngàn năm hay không cũng không chắc được, không có tài nguyên tu luyện chống đỡ thì chỉ có đường ngồi chờ chết. Dương Bách Xuyên thầm thở dài, sau đó hắn quay đầu lại nhìn Hầu Đậu Đậu đang đứng ở phía sau, Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhỏ nói, đi thôi, chúng ta tiến vào tinh thần môn.
Trong lúc nói chuyện, hắn đánh ra một đạo pháp quyết về phía sơn môn, ngay lập tức, sơn môn hiện lên một đạo bạch quang môn hộ mở rộng. Có ánh ngân quang lấp lánh nhấp nháy, chứng minh mấy ngàn năm trôi qua, đại trận hộ sơn của tinh thần môn vẫn đang vận chuyển, điều khiến lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, đại trận vận chuyển chứng tỏ bên trong tinh thần môn vẫn có người tồn tại. Ở trong mắt ba con hầu đậu đậu, tiểu phượng hoàng và con trồn hương hương, Dương Bách Xuyên quả thực làm chúng nó giật mình, hắn hóa thân thành người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, trở tay hủy diệt một tông môn chỉ trong nháy mắt, thủ đoạn thần thông như thế quả thực mạnh như thần tiên. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho hầu đậu đậu để ba người vội vàng đuổi theo, hiện tại Dương Mỗ ở trong mắt ba người bọn họ quá cao lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên đánh ra một đạo pháp quyết nhập trận, môn hộ của trận pháp sơn môn tinh thần môn mở ra, một bước tiến vào. Một trưởng của lão già chỉ phá vỡ phong ấn của Thiên Nguyên Tông ở sơn môn tinh thần môn nhưng lại không hủy diệt đại trận hộ sơn của bản thân tinh thần môn. Trong truyền thừa lão già để lại cho Dương Bách Xuyên có các loại bí điển công pháp bao gồm tinh thần môn, chính là để dễ nhận quen biết với đệ tử tinh thần môn. Khi hắn bước vào sơn môn của tinh thần môn, đột nhiên có một giọng nói mềm mại truyền đến, cẩu tặc, chịu chết đi. Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt, trở tay chém một kiếm qua. Sau một tiếng nổ, bàn tay của Dương Bách Xuyên có chút tê dại. Thân thể cũng lui ra 3-4 mét. Từ lúc bước vào sơn môn tinh thần môn, hắn còn chưa kịp quan sát khung cảnh xung quanh đã ăn một phi kiếm. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn mới phát hiện, đối phương là một nữ tử trẻ tuổi, mang mặt nạ che mặt nên nhìn không rõ diện mạo, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt phượng rất đẹp, nhìn tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng tu vi lại là bất phàm, tu vi chính là phân thần cảnh hậu kỳ, tu vi còn cao hơn cả hắn, chân khí cũng hùng hậu. Mặc dù giao chiến chỉ trong chốc lát, thế nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy nữ tử mang mặt nạ che mặt này không giống tu sĩ phân thần cảnh bình thường, nàng rất mạnh, Dương Bách Xuyên chính hắn đối phó với nàng cũng hơi quá sức. Trong lòng hắn có chút buồn bực đồng thời cũng có vui sướng, vừa bước vào tinh thần môn, ngay giây phút đầu tiên đã có người tập kích, hiển nhiên chứng tỏ tinh thần môn của nhị sư huynh vẫn có môn nhân đệ tử tồn tại. Sau khi toàn bộ tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông phong ấn mấy ngàn năm vẫn có môn nhân đệ tử còn sống, điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Trong nháy mắt hầu đậu đậu, tiểu phượng hoàng cộng thêm trồn nhỏ tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này đã lập tức muốn tiến lên động thủ, lại bị Dương Bách Xuyên ngăn cản. Nữ tử mặc đồ trắng mang mặt nạ che mặt kia lại hừ lạnh, xông lên muốn chém giết lần nữa. Dương Bách Xuyên biết nữ tử này đã hiểu lầm. Hoặc có thể nói là nàng coi hắn là người của Thiên Nguyên Tông, dù sao tinh thần môn cũng do Thiên Nguyên Tông phong ấn, hắn vội vàng hô, dừng lại. Tình nhi, dừng tay xa xa cũng truyền đến một tiếng kêu ngừng, vừa dứt lời thì có một nữ nhân trung niên xuất hiện. Nữ tử mang mặt nạ che mặt ngẩn người nhìn về phía nữ nhân trung niên xuất hiện ở trong sân nói, sư thúc. Nữ nhân trung niên gật đầu với nữ tử được gọi là Tình Nhi, ánh mắt lại vẫn nhìn Dương Bách Xuyên. Trong lòng nàng suy nghĩ tương đối sâu. 5.000 năm trước, tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông giết tới cửa, toàn bộ tinh thần môn tử thương vô số, tất cả cao thủ gần như đều chết hết, cuối cùng bất đắc dĩ nàng mới phụng danh sư phụ khởi động đại trận hộ sơn tự phong ấn núi lại, nhưng không ngờ Thiên Nguyên Tông lại vô sỉ, thẳng tay thêm phong ấn ở bên ngoài đại trận khiến tinh thần môn bị vây chết ở bên trong. Mấy ngàn năm qua, Thiên Nguyên Tông không phá được đại trận hộ sơn của tinh thần môn. Nếu không đã vọt vào giết sạch tất cả mọi người rồi, mà hiện giờ lại có một thanh niên tóc bạc không quá mạnh có thể nhập trận, đương nhiên là nắm giữ thủ quyết nhập trận mới có thể vào. Nghĩ như vậy, cả người nữ nhân trung niên đều run lên, vội vàng chạy tới, không ngờ tiểu sư muội đã giao chiến với đối phương, nàng sợ sinh ra hiểu lầm mới vội vàng kêu dừng lại. Bởi vì nữ nhân trung niên biết, đại trận hộ sơn của tinh thần môn là do sư phụ của tổ sư ra tinh thần tử tự tay bố trí. Sư phụ của tổ sư ra tinh thần tử nghe đồn chính là thần thông vô thượng, không ai có thể phá vỡ đại trận hộ sơn. Nhìn tu vi của thanh niên tóc bạc cũng chỉ là phân thần cảnh sơ kỳ, tu vi này bất luận thế nào cũng không có khả năng một bước tiến vào đại trận hộ sơn của tinh thần môn, chỉ có thể là vì thanh niên tóc bạc này nắm giữ pháp quyết của đại trận hộ sơn tinh thần môn mới đi vào dễ dàng như thế. Nghĩ như vậy, nữ nhân trung niên sao có thể không kích động? Bởi vì nàng biết được từ trong bí điển tông môn là tổ sư ra tinh thần môn còn có đồng môn ở tinh cương khác,
Nói cách khác, thanh niên tóc bạc này rất có khả năng là đồng môn của tổ sư gia, hoặc là đệ tử của tổ sư gia đã thu nhận ở bên ngoài. Năm đó, tinh thần môn gặp đại kiếp nạn, tổ sư gia tinh thần tử không trở về nữa, không ai biết tổ sư gia tinh thần môn đã đi đâu. Bây giờ thanh niên tóc bạc xuất hiện tất nhiên có quan hệ sâu xa với tinh thần môn, nếu không sẽ không nắm giữ bí pháp nhập trận của đại trận hộ sơn tinh thần môn. Tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông phong ấn mấy ngàn năm, hôm nay thanh niên này xuất hiện, đủ để chứng tỏ phong ấn bao phủ bên ngoài đã bị phá bỏ, hoặc là nói Thiên Nguyên Tông xảy ra chuyện lớn, hoặc là đồng môn của tổ sư gia tinh thần tử đã giết tới. Dù sao cũng đã có khả năng, ở trong lòng nữ nhân trung niên người còn sót lại của tinh thần môn cuối cùng cũng sắp nhìn thấy ánh sáng. Sau khi nàng nhìn thấy thanh niên tóc bạc, thật sự kích động không thể kiềm chế mình, nàng xem như là người già duy nhất sống sót trong trận đại chiến năm đó, cũng không phải tiểu nha đầu như Tình Nhi bị phong ấn ở tinh thần môn mấy ngàn năm, tâm tư đơn thuần như giấy, chỉ biết bên ngoài có kẻ thù lớn của tông môn là Thiên Nguyên Tông, cũng sẽ không nghĩ thanh niên tóc bạc đi vào đại trận hộ sơn như thế nào. Nữ nhân giơ tay ngăn cản tiểu sư muội Tình Nhi đang muốn nói chuyện, nhìn Dương Bách Xuyên run giọng hỏi, xin hỏi đạo hữu có quan hệ sâu xa gì với tinh thần môn ta? Xin hỏi đạo hữu, đại phong ấn bên ngoài của Thiên Nguyên Tông là do ai phá vỡ? Ta là đệ tử duy nhất còn sót lại của tinh thần môn Bách Hoa Phong chủ, đại đệ tử Lý Phượng Ngọc, người vừa mới mạo phạm đạo hữu là tiểu sư muội Thương Vũ Tình của ta, tiểu sư muội không hiểu thế sự, mong đạo hữu thứ lỗi. Lý Phượng Ngọc biết đối phương tuyệt đối không phải người của Thiên Nguyên Tông, càng không phải kẻ thù, nếu không đã động sát khí từ lâu rồi, nhưng mà đối phương cũng hô ngừng, điều này chứng tỏ hoàn toàn không phải là kẻ thù. Lý Phượng Ngọc mang theo tâm tình vô cùng kích động hỏi ra hai vấn đề, cũng xin lỗi vì sự mạo phạm của tiểu sư muội Thương Vũ Tình. Dương Bách Xuyên nghe nữ nhân tự xưng là Lý Phượng Ngọc nói chuyện, cuối cùng cũng có một người hiểu rõ chuyện xuất hiện. Hắn cũng thấy Lý Phượng Ngọc kích động, trong lòng ít nhiều có thể hiểu được tâm tình của Lý Phượng Ngọc, đành nói, ta là Dương Bách Xuyên, xem như ta là sư đệ của tổ sư tinh thần môn các ngươi, còn Thiên Nguyên Tông đã bị diệt môn, từ nay về sau tinh thần môn tự do, hiện giờ các ngươi còn bao nhiêu đệ tử tồn tại. Dương Bách Xuyên đã từ trong siêu hồn ký của Hoa Thiếu biết được chuyện của Thiên Nguyên Tông và tinh thần môn, giờ phút này đương nhiên cũng hiểu được tâm tình của Lý Phượng Ngọc, hắn vào thẳng vấn đề nói Thiên Nguyên Tông đã bị diệt môn. Lý Phượng Ngọc nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, trong đầu ong ong rơi vào trống rỗng, giờ phút này, trong đầu nàng đều là câu nói Thiên Nguyên Tông bị diệt môn, suốt 5.000 năm, tông môn kẻ thù lớn nhất đã bị diệt, năm đó mấy ngàn môn nhân đệ tử tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông tàn sát, thù lớn đã được báo, Lý Phượng Ngọc lập tức rơi nước mắt đầy mặt. Chọn 5.000 năm kể từ năm đó, nàng trở lại sơn môn mở ra trận pháp, cuối cùng lão nhân bị phong ấn ở tinh thần môn. Trong dòng sông dài lịch sử 5.000 năm, không đột phá được cảnh giới, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không có tài nguyên tu luyện, một đám lão nhân các nàng hiện giờ chỉ còn lại một mình nàng. Lý Phượng Ngọc nhớ lại năm đó, quả nhiên là nội tâm rỉ máu, sau một phút, nàng lấy lại tinh thần, giọng run rẩy nói, Dương. Đạo hữu xin thứ lỗi, nhưng có bằng chứng gì chứng minh quan hệ của ngài và tổ sư gia tinh thần môn không? Mặc dù nàng rất muốn Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của tổ sư gia, nhưng, nghĩ lại tổ sư gia tinh thần môn đã là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, lúc nàng nhập môn cũng chưa từng thấy qua người thật mà chỉ thấy qua chân dung. Thanh niên tự xưng là Dương Bách Xuyên trước mắt lại nói hắn là tiểu sư đệ của tổ sư gia, thật sự có chút không đúng, đầu tiên là tu vi không đúng, tiếp theo là tuổi tác cũng không đúng, cho nên Lý Phượng Ngọc vẫn là muốn chứng thực xem lời hắn nói có phải là thật hay không. Dương Bách Xuyên nghe Lý Phượng Ngọc nói vậy thì hơi sửng sốt. Nhưng lập tức nghĩ lại thì hiểu ra, hắn mỉm cười nói, ta là đệ tử được truyền thừa từ thần hồn của sư phụ, cho nên tu luyện chưa được bao lâu, còn về bằng chứng thì tinh thần quyết của tinh thần môn ta cũng biết nhưng chưa từng tu luyện qua, ta niệm vài câu khẩu quyết công pháp cho ngươi vậy. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên lại nói tiếp, nhật nguyệt càn khôn, tinh thần như biển, âm dương lưỡng cực, tinh hà độn thiên. Theo lời Dương Bách Xuyên nói, cả người Lý Ngọc Phượng đều cứng đờ. Bởi vì câu Dương Bách Xuyên đọc ra chính là khẩu quyết công pháp tinh thần, không phải đệ tử của tinh thần môn thì hoàn toàn không biết được, thậm chí khẩu quyết phía sau cũng là lần đầu tiên nàng nghe được. Dương Bách Xuyên là sư đệ của tổ sư gia tinh thần tử không thể nghi ngờ, Lý Phượng Ngọc tự nhủ. Chờ Dương Bách Xuyên niệm xong, Lý Phượng Ngọc quỳ hai đầu gối xuống,
khóc lớn nói, đệ tử Lý Phượng Ngọc bái kiến tổ sư thúc, hu hu. Giờ khắc này, những nỗi uất ức mà Lý Phượng Ngọc đè nén trong lòng mấy ngàn năm đã bộc phát hết ở trước mặt Dương Bách Xuyên, người hôm nay nàng gặp được cho là trưởng bối truyền thừa của sư môn. Nếu Dương Bách Xuyên đã là sư đệ của sư tổ tinh thần tử, chính là tổ sư thúc của các nàng, về truyền thừa của tổ sư gia tinh thần tử, tông môn từng ghi chép đích thật có truyền thừa cường đại hơn. Trái lại là Dương Bách Xuyên có chút kinh ngạc, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ, chớp mắt đã khóc lên, mà mình chớp mắt đã trở thành tổ sư thúc. Dương Bách Xuyên nhìn Lý Phượng Ngọc, không kịp trở tay. Trong cảm chi hắn không cảm nhận được khí tức của Lý Phượng Ngọc, không nhìn thấu tu vi của đối phương, hiển nhiên người này là cao thủ. Một cao thủ như vậy đột nhiên hành lễ với mình thật sự khiến Dương Bách Xuyên không quen, hắn vội vàng đi tới nâng đối phương dậy, mau đứng lên đi. Dương Bách Xuyên nâng Lý Phượng Ngọc dậy, nhưng tu vi của Lý Phượng Ngọc rất cao, hắn không nâng dậy được. Lý Phượng Ngọc nghiêm túc hành lễ với hắn rồi mới đứng dậy. Sau đó, nàng nói với Thương Vũ Tinh đang ngây ra bên cạnh, tiểu sư muội, mau bái kiến tổ sư thúc đi. Ồ! Thương Vũ Tinh không muốn bái kiến người có cảnh giới tu vi thấp hơn mình. Nhưng Lý Phượng Ngọc đã hành lễ trước, nàng cũng biết Dương Bách Xuyên là sư thúc tổ, vì vậy cũng bước lên chào hỏi. Không cần, không cần đâu. Dương Bách Xuyên vội vàng ngăn cản. Nhưng Lý Phượng Ngọc cứ khăng khăng, nàng trừng mắt, rốt cuộc tiểu sư muội Thương Vũ Tinh vẫn hành lễ tổ sư. Bấy giờ nàng mới nói với Dương Bách Xuyên, tổ sư thúc thứ lỗi, tới bây giờ đệ tử tinh thần môn không còn nhiều. Sau kiếp nạn lớn 5.000 năm trước, chỉ còn lại 40 nữ đệ tử 8-9 tuổi của Bách Hoa Phong, chính là đám tinh nhi. Lúc nãy tổ sư thúc vào trận gây ra động tĩnh rất lớn, ta còn tưởng là Thiên Nguyên Tông công phá đại trận hộ sơn nên bảo các nàng ẩn núp. Chỉ có con nhóc tinh nhi to gan, một mình chạy tới đây. Thật may là tổ sư thúc. Mấy nghìn năm qua đi, có một nhóm bé gái năm xưa đã chết yểu, một số người tọa hóa vì cảnh giới không thể đột phá. Hiện tại cả tinh thần môn chỉ có bà già này và 9 người tinh nhi. Nghe Lý Phượng Ngọc kể lại, Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được tình cảnh gian khó của họ. Nửa tiếng sau, Lý Phượng Ngọc rưng rưng nước mắt kể xong, thật sự xót xa. Theo lời kể của Lý Phượng Ngọc, 5.000 năm trước Thiên Nguyên Tông đánh tinh thần môn, toàn bộ cao thủ của tinh thần môn đều bỏ mạng trong trận chiến ấy. Cuối cùng, nàng và mấy đồng môn cùng thế hệ mở đại trận hộ sơn để giữ lại mấy huyết mạch cho tinh thần môn. Năm đó tất cả đệ tử của tinh thần môn đều tham gia chiến đấu bảo vệ sư môn. Chỉ có 4 người bé gái 8-9 tuổi của Bách Hoa Phong vừa mới được nhận vào tinh thần môn nên không tham gia chiến đấu, vì vậy giữ được tính mạng. Nhưng sau đó người của Thiên Nguyên Tông không phá được đại trận hộ sơn của tinh thần môn liền phong ấn toàn tinh thần môn, làm cho Lý Phượng Ngọc cùng mấy đồng môn cùng thế hệ và 40 bé gái nhóm Thương Vũ Tinh đều bị phong ấn trong tinh thần môn, không thể ra ngoài. Một lần phong ấn kéo dài cả 5.000 năm. Trong 5.000 năm này, các đồng môn cùng thế hệ với Lý Phượng Ngọc đều vì tài nguyên tu luyện không đủ hoặc là trong lòng tích tụ tâm sự, cuối cùng tọa hóa. 40 bé gái cùng lứa với Thương Vũ Tinh cũng vì đủ loại nguyên nhân mà lần lượt mất mạng trong 5.000 năm này. Đến bây giờ, người cùng thế hệ chỉ còn lại một mình Lý Phượng Ngọc. Các bé gái cùng lứa với Thương Vũ Tinh cũng chỉ còn lại 9 người. Nói cách khác, cho tới bây giờ cả tinh thần môn chỉ còn 10 người. Nhưng theo lời Lý Phượng Ngọc, họ đều có ý chí phấn đấu, vẫn tu luyện suốt 5.000 năm, ai cũng muốn báo thù cho sư môn, muốn một ngày nào đó tu luyện thành công. Phá vỡ phong ấn của Thiên Nguyên Tông đi ra ngoài. Mặc dù chỉ có 9 người, nhưng tất cả đều là cảnh giới phân thần ngũ hành. 9 người Thương Vũ Tinh là tương lai của tinh thần môn, 9 cô gái đều có cảnh giới phân thần, tu thành phân thân ngũ hành. 9 cô gái cảnh giới phân thần tiến vào giai đoạn ngũ hành quả thật là tương lai của tinh thần môn. Nói thật là trong những năm qua, Lý Phượng Ngọc cũng rất lo lắng. Bởi vì theo tu vi của 9 người Thương Vũ Tinh tăng lên, mấy năm nay họ đã kẹt ở bình cảnh, đã tiêu hao hết tài nguyên tích trữ cuối cùng của tinh thần môn. Nếu tiếp tục không thể ra ngoài thì số phận của họ cũng chỉ có một kết cục duy nhất là tọa hóa. May mà 9 người đều lớn lên trong tinh thần môn từ nhỏ, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, tâm tư đơn thuần, trong sáng như tờ giấy trắng, vì vậy không cần lo lắng nguy cơ sinh tâm ma do bị vây khốn. Chính vì 9 người Thương Vũ Tinh đơn thuần nên họ mới sống sót đến cuối cùng, đi đến ngày hôm nay. Đạt tới cảnh giới phân thần ngũ hành.
Theo lời kể của Lý Phượng Ngọc, Thường Vũ Tinh ở bên cạnh mắt đã đỏ hoe. 9 người họ biết Lý Phượng Ngọc rất vất vả, họ coi nàng là sư tỷ, cũng coi nàng là mẫu thân. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng thổn thức không thôi. Sau đó, ba người Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu đi theo Lý Phượng Ngọc tới Bách Hoa Phong của Tinh Thần Môn. Trên đường đi, Lý Phượng Ngọc giới thiệu, 7 đại phong của Tinh Thần Môn đã hoang phế, hầu hết đều bị phá hủy trong đại chiến năm xưa. Chỉ có Bách Hoa Phong nằm ở vị trí hẻo lánh vẫn còn nguyên vẹn. Mời tổ sư thúc. Nói là Bách Hoa Phong nhưng thật ra là một ngọn núi cao hơn 10 trượng, khá bằng phẳng. Có điều khi đi lên núi, đủ loại hoa mọc khắp nơi, hương thơm quanh quẩn, quả là tên xứng với thực. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi lên núi, trong tầm mắt là một cung điện. Cung điện không lớn lắm, diện tích khoảng 100 mét vuông, rất cổ kính. Trước đại điện có khoảng sân nhỏ tầm 4-50 mét vuông, xung quanh trồng các loại hoa. Dương Bách Xuyên đi tới trước đại điện, trông thấy trên tấm biển có 3 chữ điện Bách Hoa. Lý Phượng Ngọc nói sư phụ của nàng là phong chủ của Bách Hoa Phong, cũng là nữ trưởng lão duy nhất của Tinh Thần Môn. Xưa nay Bách Hoa Phong chỉ thu nhận nữ đệ tử. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã đi vào đại điện. Lý Phượng Ngọc mời Dương Bách Xuyên ngồi, sau đó nói với Thương Vũ Tinh, Tinh Nhi đi gọi mọi người ra bái kiến tổ sư thúc. Vâng, đại sư tỷ. Nói xong Thương Vũ Tinh chạy vào hậu viện. Dương Bách Xuyên biết Thương Vũ Tinh và Lý Phượng Ngọc cùng thế hệ, 9 người đều gọi Lý Phượng Ngọc là đại sư tỷ. Lý Phượng Ngọc tự tay pha trà cho mấy người Dương Bách Xuyên, Hầu Đậu Đậu. Mời tổ sư thúc uống trà. Sư môn phong bế mấy nghìn năm, không có trà ngon, chỉ có trà của Bách Hoa Phong, mong tổ sư thúc không chê. Lý Phượng Ngọc lúng túng nói, thật sự là hiện tại Tinh Thần Môn rất nghèo. Nhưng nàng vẫn thực hiện đầy đủ lễ nghĩa, dâng trà cho Dương Bách Xuyên, thậm chí còn dâng trà cho cả Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng và con trồn. Dương Bách Xuyên lắc đầu tỏ ý không sao. Hắn nhận tách trà uống một ngụm, tức thì cảm giác mát mẻ trôi xuống bụng, vô cùng sảng khoái. Lúc này, tiếng bước chân vang lên trong hậu viện, ngay sau đó Thương Vũ Tinh dẫn theo 8 cô gái xuất hiện. Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, lòng thoáng xót xa. Cả 9 cô gái đều là cảnh giới phân thần hậu kỳ. Hắn không nhìn ra họ có luyện thành phân thân ngũ hành hay không, chỉ có thi triển ra 5 phân thân thì mới biết được. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng là mấy cô gái đều ăn mặc rất nghèo nàn, hắn chỉ có thể dùng từ nghèo nàn để miêu tả, y phục trên người họ cũ nát, giày có mấy đôi là giày rơm. Dường như Lý Phượng Ngọc nhìn ra Dương Bách Xuyên kinh ngạc, cười khổ giải thích, tổ sư thúc thấy đấy. Từ ngàn năm trước tài nguyên của Tinh Thần Môn đã cạn kiệt rồi, chúng ta không có vật liệu dư thừa để luyện chế y phục, và lại cũng không có ai giỏi luyện chế. Trước đây còn mặc một số bộ đồ cũ, nhưng bởi vì luyện công tu luyện, thời gian dài đã hư hao, dần già thành ra thế này. Tinh Nhi nhỏ tuổi nhất trong 9 người, 8 người lớn tuổi hơn đều thương Tinh Nhi, đưa bộ y phục lành lặn nhất cho con bé mặc. Sau khi nói xong, Lý Phượng Ngọc vội vàng nói với 9 người, đừng ngây ra nữa. Mau bái kiến tổ sư thúc đi. Tổ sư thúc là người thân của chúng ta, là sư đệ đồng môn của tổ sư gia lập phái. Tiếp đó, từng người bái kiến Dương Bách Xuyên. Nói thật là trong 9 cô gái, ngoại trừ Thương Vũ Tinh đeo khăn che mặt, ai nấy đều xinh đẹp như tiên. Tuy thời gian tu luyện đã lâu, nhưng người tu chân chỉ cần tu vi tiến bộ thì tuổi thọ có thể nói là vô hạn. Đương nhiên là loại trừ trường hợp kẹt ở bình cảnh quá lâu, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi kết cục tọa hóa. Hiển nhiên 9 cô gái này đều là thiên tài có thiên phú tu luyện vượt trội. Hơn nữa họ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vẫn giữ được tâm tính ngây thơ, còn hơi ngượng ngùng khi nhìn Dương Bách Xuyên, khiến cho tên họ Dương nào đó cũng xốn sang trong lòng. Đệ tử Thương Vũ Hoan, đệ tử Thương Vũ Nhạc, Thương Vũ Hân, Thương Vũ Nhiên, Thương Vũ Tính, Thương Vũ Mỹ, Thương Vũ Trân, Thương Vũ Linh bái kiến tổ sư thúc. Ngoại trừ Thương Vũ Tinh đã bái kiến. 8 người còn lại đều hành lễ chào hỏi. Dương Bách Xuyên nghe thấy từng giọng nói tựa sơn ca gọi mình là tổ sư thúc mà lòng xót xa. Hắn cũng biết kể từ giờ khắc này, đây là một phần trách nhiệm của mình. Trước khi sư phụ rơi vào giấc ngủ sâu đã dặn dò hắn, nếu tông môn của sư huynh vẫn còn người sống thì hắn nhất định phải chăm nom. Bây giờ nhìn từng cô gái xinh đẹp như tiên, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng ăn mặc mộc mạc, lại ngây thơ như tờ giấy trắng.
Dương Bách Xuyên biết hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, tất cả đứng lên đi. Sau khi mấy người này đứng dậy, Hầu Đậu Đậu bên cạnh Dương Bách Xuyên nhỏ giọng nói, đại ca, huynh nên bày tỏ một chút chứ, đừng ngây ra đó. Bày tỏ, Dương Bách Xuyên sửng sốt. Đúng vậy, huynh quên là ở quê chúng ta, khi tiểu bối hành lễ với trưởng bối sẽ tặng quà sao? Hầu Đậu Đậu cười he he nhắc nhở. À, Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, giơ tay vỗ trán. Nghe Hầu Đậu Đậu nhắc nhở, hắn mới kịp phản ứng. Hầu Đậu Đậu nói rất đúng, hắn thầm nghĩ, IQ thật đáng lo. Lời nhắc nhở của Hầu Đậu Đậu vô cùng cần thiết, Dương Bách Xuyên cũng không kìm được muốn khen nó. Đúng vậy, bây giờ người ta đã gọi mình là tổ sư thúc rồi, còn là 9 cô gái hiểu điệu, hơn nữa hiện giờ tinh thần môn chỉ có một chữ, nghèo. Nếu người làm tổ sư thúc không bày tỏ gì thì tệ quá. Dương Bách Xuyên lập tức vung tay lên, đặt tất cả linh thạch trung phẩm trong không gian bình càn khôn lên bàn, 9 người các ngươi chia nhau số linh thạch này đi, trước tiên cứ lấy mà tu luyện, sau này ta sẽ cung cấp thêm cho các ngươi luyện đan luyện khí. Nói xong hắn lại vung tay lên lần nữa, một đống y phục nữ xuất hiện trước mặt các cô gái. Dương Bách Xuyên nói, đây đều là y phục của phu nhân nhà ta, bây giờ không dùng được nữa, các ngươi lấy mặc trước đi. Tuy chỉ là y phục ở phàm giới, nhưng đều là đồ mới cả. Y phục Dương Bách Xuyên để trong bình càn khôn đều là trang phục hiện đại hắn mua ở trái đất cho mấy người vợ. Kết quả là sau khi đến Sơn Hải giới, mấy người phụ nữ đều cảm thấy hứng thú với cổ trang, không thích mặc trang phục hiện đại, vì vậy đống y phục đó vẫn luôn bỏ xó trong không gian bình càn khôn. Vừa hay hôm nay hắn lấy ra tặng, mấy chục bộ đồ đều là y phục nữ, có cả giày và túi sách. Dương Bách Xuyên đều lấy ra hết, chất đống trong đại điện. 9 cô gái Thương Vũ Tinh nhìn thấy y phục và linh thạch, tức thì hai mắt sáng lấp lánh, cực kỳ vui mừng. Nhưng họ không tiến lên tranh cướp, mà ai nấy đều nhìn Lý Phượng Ngọc. Lý Phượng Ngọc vội vàng lên tiếng, tổ sư thúc, không được đâu, sao có thể khiến tổ sư thúc tốn kém được. Dương Bách Xuyên ngắt lời Lý Phượng Ngọc, đừng nói nữa, các ngươi đã gọi ta là tổ sư thúc, chúng ta cùng nguồn cùng cội. Mặc dù nhị sư huynh không ở đây, nhưng kẻ làm sư đệ này không thể mặc kệ tinh thần môn, nếu không sau này gặp nhị sư huynh tinh thần tử, ta không biết phải ăn nói thế nào. Các ngươi yên tâm, ta tạm thời dừng chân ở tu chân giới. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho người khác bắt nạt đệ tử của tinh thần môn. Đây chỉ là một ít đồ tầm thường thôi, ta không dùng đến, mà linh thạch lại là tài nguyên cần thiết đối với các ngươi. Đừng từ chối. Lý Phượng Ngọc thấy Dương Bách Xuyên nói rất chân thành, nhất là câu có ta ở đây, ta sẽ không để cho người khác bắt nạt đệ tử của tinh thần môn khiến nàng vô cùng cảm động, vành mắt đỏ lên. Nàng quỳ xuống nói, tạ ơn tổ sư thúc yêu ái. Tạ ơn tổ sư thúc yêu ái. Lý Phượng Ngọc quỳ, 9 người Thương Vũ Tinh cũng quỳ xuống cảm ơn. Tất cả đứng lên đi, sau này không ai được quỳ nữa. Tổ sư của nhất mạch truyền thừa chúng ta tức là sư phụ của ta. Sư phụ của tổ sư gia tinh thần tử của các ngươi không thích nhất là các môn nhân đệ tử hơi tí lại quỳ gối. Ta cũng không thích, sau này không được quỳ nữa. Dương Bách Xuyên bó tay với hành vi hơi tí lại quỳ của 10 cô gái. Tuân lệnh tổ sư thúc, Lý Phượng Ngọc lau nước mắt đứng dậy. Tuy nàng biết rõ vị tổ sư thúc trẻ tuổi trước mặt chỉ có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, nhưng vẫn kính trọng từ tận đáy lòng. Bởi vì hắn là sư đệ của tổ sư gia tinh thần tử thành lập nên tinh thần môn. Nàng càng cảm động bởi vì Dương Bách Xuyên rất có trách nhiệm. Quả thật hiện tại tinh thần môn chỉ có 10 cô gái, không có người đàn ông nào gánh vác trọng trách. Hơn nữa, thế giới bên ngoài đã qua mấy nghìn năm, không biết đã biến thành dáng vẻ gì. Lý Phượng Ngọc không biết tiếp theo tinh thần môn sẽ ra sao. Lúc này có một vị tổ sư thúc địa vị cao đứng ra quả là một chỗ dựa đáng tin cậy. Lý Phượng Ngọc bảo 9 người Thương Vũ Tinh đi chọn y phục và phân chia linh thạch. Nhưng họ rất kính trọng Lý Phượng Ngọc, để cho nàng chọn trước. Dương Bách Xuyên rất hài lòng về biểu hiện của 9 cô gái. Biết kính trọng sư tỷ, có ơn tất báo, đối mặt với cám dỗ vẫn nghĩ đến Lý Phượng Ngọc. Điều này đã đủ chứng minh tính cách của 9 cô gái không tệ. Hắn mỉm cười nói, 9 người các ngươi tự phân chia đi, ta có một phần quà khác dành cho Lý Phượng Ngọc rồi. 9 cô gái hò reo, không kìm được tâm trạng vui vẻ. Họ đều đi chọn y phục trước,
không vội lấy linh thạch. Thấy vậy Dương Bách Xuyên nghĩ bụng, xem ra bất kể ở thế giới nào, yêu cái đẹp luôn là thiên tính của phụ nữ. Bao gồm cả người tu chân, chỉ cần không tu đạo vô tình thì đều có ham muốn. Dương Bách Xuyên lắc đầu, hỏi Lý Phượng Ngọc, hiện tại tu vi của ngươi là gì? Thưa tổ sư thúc, hiện tại ta là tu vi độ kiếp sơ kỳ. Lý Phượng Ngọc không biết vì sao Dương Bách Xuyên lại hỏi về tu vi của mình, nhưng vẫn cung kính trả lời. Dương Bách Xuyên trầm ngâm một lát, sau đó cắn răng, 100 linh thạch thượng phẩm xuất hiện trước mặt Lý Phượng Ngọc, tu vi của ngươi cao, vậy thì dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện. Trên người hắn không có nhiều linh thạch, toàn là linh thạch cướp được sau khi chém giết mấy thuộc hạ của Trang Tất Phương. Hắn đã tặng toàn bộ linh thạch trung phẩm cho 9 cô gái. Linh thạch thượng phẩm có tổng cộng 100 viên, hắn lấy ra cho Lý Phượng Ngọc một nửa. Bây giờ tên họ Dương nào đó cũng thành người nghèo rồi. Tổ sư thúc, không được đâu. Cho ngươi thì ngươi cứ nhận. Lý Phượng Ngọc từ chối, Dương Bách Xuyên khăng khăng, cuối cùng nàng cảm ơn và nhận 50 viên linh thạch thượng phẩm. Và lại nàng đã kẹt ở bình cảnh rất nhiều năm, quả thật cần linh thạch tu luyện. Lý Phượng Ngọc càng thêm biết ơn vị tổ sư thúc từ trên trời rơi xuống này. Ở tu chân giới, linh thạch thượng phẩm cũng là đồ hiếm, chỉ các tông môn lớn mới có. Cả tu chân giới sử dụng rộng rãi nhất là linh thạch trung phẩm, trên là thượng phẩm. Linh thạch cực phẩm chỉ thế lực đỉnh cấp mới có, rất ít lưu thông. Bởi vì linh thạch cực phẩm gần như là linh khí tinh khiết, người tu chân hấp thụ và luyện hóa rất nhanh, không tốn thời gian và sức lực. Còn linh thạch hạ phẩm chỉ thông dụng ở tiểu thế giới. Bởi vì các nhân tố như nồng độ linh khí trời đất, pháp tắc thiên địa. Tiểu thế giới rất khó sinh ra linh thạch trung phẩm. Chỉ có tu chân giới mới có thể sinh ra linh thạch cấp cao, thường là trung phẩm, thượng phẩm, cực ít nhưng vẫn có. Ở tu chân giới, thường thì linh thạch hạ phẩm được dùng để luyện đan, luyện khí. Trong mắt tu sĩ tu chân giới, linh khí trong linh thạch hạ phẩm quá tạp, không thích hợp để hấp thụ tu luyện. Dương Bách Xuyên đọc được những điều này trong ký ức siêu hồn của Hoa Khuyết. Mà Lý Phượng Ngọc lại càng hiểu rõ giá trị của linh thạch thượng phẩm, cho nên nàng vô cùng cảm kích Dương Bách Xuyên. Sau một hồi khách sáo, Lý Phượng Ngọc cất linh thạch đi, sau đó mới ngồi xuống bàn bạc với Dương Bách Xuyên về chuyện của tinh thần môn. Có lời dặn dò của sư phụ, tạm thời Dương Bách Xuyên phải gánh vác việc khôi phục tinh thần môn. Không nói là khôi phục sự hưng thịnh ngày xưa, nhưng ít nhất cũng phải giúp cho mấy cô gái này có năng lực sinh tồn mới được. Chính hắn cũng mới tới tu chân giới, không có điểm dừng chân, tinh thần môn vừa hay thích hợp. Dương Bách Xuyên suy nghĩ chốc lát rồi nói, mấy ngày nữa người dẫn theo 9 người họ xuất sơn, đến chỗ Thiên Nguyên Tông rèn luyện một chuyến. Thiên Nguyên Tông đã bị một vị trưởng bối của sư môn ta san bằng, nhưng Thiên Nguyên Tông hoạt động ở phía tây núi tinh thần suốt mấy nghìn năm, hẳn là có các loại linh dược. Vừa khéo chúng ta có thể thu thập mang về cho ta luyện đan. Hắn không nói là sư phụ, mà chỉ nói là một vị trưởng bối của sư môn tiêu diệt Thiên Nguyên Tông. Tuyệt đối không thể để lộ chuyện sư phụ đang ở trong bình càn khôn của mình, chỉ có thể nói là một vị trưởng bối của sư môn. Lý do này tuy hơi gượng ép nhưng vẫn hợp lý. Vậy mà Lý Phượng Ngọc lại mừng rơn. Dương Bách Xuyên nói có trưởng bối sư môn tiêu diệt Thiên Nguyên Tông, trong lòng nàng bỗng thoải mái hẳn ra. Đã bảo mà, vị tổ sư thúc Dương Bách Xuyên này chỉ có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, sao có thể hủy diệt một tông môn được? Thì ra là có trưởng bối sư môn ra tay. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi, tổ sư thúc, vị trưởng bối kia đang ở đâu? Chúng ta cần phải cảm ơn đàng hoàng mới được. Vị trưởng bối kia không thích thế tục rối ren, sau khi tiêu diệt Thiên Nguyên Tông liền rời đi. Trước giờ ông ấy luôn xuất quỷ nhập thần. Lần này chúng ta nghe nói chuyện của tinh thần môn, lúc đi ngang qua bèn ra tay tương trợ. Tên họ Dương nào đó nửa thật nửa giả giải thích. Lý Phượng Ngọc hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết người có thể một mình tiêu diệt một tông môn tất nhiên là bậc đại năng xuất quỷ nhập thần, người ta không muốn nhập thế cũng là bình thường. Nàng không gặng hỏi nữa, dù sao tinh thần môn cũng là một nhánh sư môn của Dương Bách Xuyên, mọi người đều cùng nguồn cùng cội. Có tổ sư thúc Dương Bách Xuyên ở đây. Sau này có việc gì đương nhiên vị đại năng kia sẽ trông nom. Trước mắt chỉ cần ôm chặt chỗ dựa là vị tổ sư thúc Dương Bách Xuyên này thì chẳng khác nào bám víu được vị đại năng phía sau hắn. Đối với tinh thần môn mà nói, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, hiện tại tinh thần môn toàn là đàn bà con gái,
chỉ có thể nghe theo tổ sư thúc. Kế tiếp hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó Lý Phượng Ngọc dẫn 8 cô gái ra khỏi tinh thần môn, tới Thiên Nguyên Tông cướp thiên tài địa bảo. Không còn cách nào khác, tinh thần môn quá nghèo. Trước khi đi, Lý Phượng Ngọc để Thương Vũ Hoan ở lại phục vụ Dương Bách Xuyên. Cô gái này cởi mở và khéo ăn nói hơn những người khác. Dương Bách Xuyên đi theo Thương Vũ Hoan tới đại điện hậu viện nghỉ ngơi. Từng dãy nhà lầu các xuất hiện, không thiếu chỗ ở. 9 cô gái cũng sống ở đại điện hậu viện. Có điều tên họ Dương nào đó thấy là lạ, có cảm giác như vào hậu cung. Thương Vũ Hoan sắp xếp phòng cho mấy người Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu xong rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, từ khi vào tu chân giới đã trải qua quá nhiều thăng trầm, hắn cũng mệt. Dương Bách Xuyên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc này hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Tổ sư thúc, Hoan Nhi cầu kiến. Bên ngoài vang lên giọng nói của Thương Vũ Hoan. Dương Bách Xuyên mở mắt, vào đi. Thương Vũ Hoan bước vào trong, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy nàng, thì gương mặt hắn bỗng đỏ bừng. Bởi vì Dương Bách Xuyên nhìn thấy Thương Vũ Hoan đang mặc một chiếc váy liền thân, tóc dài xõa vai, rõ ràng là vừa mới tắm xong, quan trọng là Dương Bách Xuyên còn nhìn thấy nàng đang đi chân không. Cảnh tượng suýt chút nữa đã khiến Dương Bách Xuyên chảy máu mũi. Nhưng mà giây sau đã xuất hiện một cảnh tượng lúng túng hơn, trong tay Thương Vũ Hoan cầm một chiếc áo ngực, lại còn màu tím, nàng hỏi Dương Bách Xuyên, tổ sư thúc, đây là loại quần áo gì vậy? Rất khó hiểu, ta không biết mặc thế nào, cái này là của tổ sư thúc, chắc chắn sẽ biết cách, tổ sư thúc có thể nói cho ta làm thế nào để mặc không? Gương mặt của Dương Bách Xuyên lập tức đỏ bừng, không nhịn được mà ho khan. Hắn nên trả lời thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ bảo ta giúp ngươi mặc. Giờ phút này, nội tâm Dương Bách Xuyên cực kỳ dày vò, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười, bởi vì hắn biết Thương Vũ Hoan bị phong ấn ở tinh thần môn 5.000 năm, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tinh khiết hơn cả tờ giấy trắng. Toàn bộ tinh thần môn chỉ còn lại một đám con gái, ngay cả một gã đàn ông cũng không có, mấy nghìn năm nay cũng chỉ có tu luyện, không hề biết tới những chuyện khác. Hơn nữa, thứ này là do Dương Bách Xuyên mang từ trái đất tới, tất cả đều là những đồ không bình thường, Thương Vũ Hoan không biết cũng chẳng có gì lạ. Đúng lúc này, Thương Vũ Hoan nhìn Dương Bách Xuyên, nàng nhẹ giọng hỏi, a tổ sư thúc, sao mặt của người lại đỏ thế kia? Có phải không thoải mái chỗ nào không? Khụ khụ khụ. Dương Bách Xuyên chỉ có thể ho khan để che đi sự bối rối của bản thân, giờ phút này hắn trách mình quá sơ ý, lúc tặng quần áo cũng không biết nhìn kỹ lại. Giờ thì hay rồi, làm sao để ứng phó với Thương Vũ Hoan cũng là một vấn đề lớn. Dù sao thì hắn cũng chẳng phải thánh nhân, mà Thương Vũ Hoan lại là một đại mỹ nữ, nhất là khi nàng vừa tắm xong, đi chân trần xuất hiện trong phòng của hắn, với hắn mà nói thì không khác gì giày vò. Bụng dưới nóng như lửa, không dễ chịu chút nào. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thương Vũ Hoan với đống đồ lót kia, hắn chỉ đành ho khan đáp, khụ khụ. Cái đó, trên tay ngươi là một loại nội y, giống như cái yếm mà nữ tử các ngươi hay mặc, khụ khụ khụ. Dương Bách Xuyên nói xong liền cảm thấy khí lực toàn thân gần như cạn kiệt, đúng là không ổn tí nào, hiện tại chỉ có thể bảo Thương Vũ Hoan nhanh chóng đi ra ngoài, nếu không thì hắn sợ bản thân sẽ không khống chế được, trở thành cầm thú. Lúc này, trai đơn gái chiếc ở trong một căn phòng, lại bàn luận về một vấn đề hết sức mập mờ. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì chẳng khác nào muốn mạng hắn cả. Nhưng Thương Vũ Hoan chỉ như một trang giấy trắng. Mấy nghìn năm qua, Dương Bách Xuyên là người khác giới đầu tiên mà nàng tiếp xúc, trái dấu thì hút nhau, đây là điểm chung của bất cứ thế giới nào. Yếm, yếm gì cơ? Thương Vũ Hoan hỏi bất chợt hỏi với vẻ mặt cực kỳ ngây thơ. Dương Bách Xuyên như muốn phát điên. Trong lòng bắt đầu chửi rủa Lý Phượng Ngọc. Đám Thương Vũ Hoan không biết phương diện con gái thì thôi đi, lẽ nào Lý Phương Ngọc không thể chỉ dạy cho bọn họ hay sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, có lẽ Lý Phượng Ngọc cũng chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề này. Bởi vì bị phong ấn ở đây hàng nghìn năm, sống thôi cũng đã khó khăn, đâu còn tâm tư dạy dỗ bọn họ những chuyện khác. Trong lòng chỉ có tu luyện, liều mạng tu luyện, đợi sau khi tu vi cường đại thì sẽ phá vỡ phong ấn để ra ngoài, họ chỉ muốn vậy mà thôi. Còn những phương diện khác đều bị vị đại sư tổ Lý Phương Ngọc tự động bỏ qua. Đối mặt với câu hỏi của Thương Vũ Hoan,
Dương Bách Xuyên thật sự không biết phải giải thích thế nào, hắn xấu hổ cười đáp, Hoan Nhi, vì sao 9 người các ngươi đều mang họ Thương? Tên cũng gần giống nhau, tất cả các ngươi cũng đâu thể là ruột thịt. Thương Vũ Hoan ngây thơ, không biết Dương Bách Xuyên đã đổi chủ đề, nghe Dương Bách Xuyên hỏi như vậy, nàng thành thật đáp, thưa tổ sư thúc, chúng ta đều là cô nhi, sư phụ của phong chủ Bách Hoa Phong cũng mang họ Thương, gọi là Thương Vũ Tinh, thế nên chúng ta đều lấy theo họ của sư phụ, còn tên là cho sư phụ Lý Phượng Ngọc đặt. Theo như lời sư tỷ nói, trong những năm tháng dài bị phong ấn ở tinh thần môn rất buồn khổ, nàng hy vọng chúng ta mỗi ngày đều lạc quan vui vẻ, thế nên đã lấy tên như vậy, giống như ta tên là Thương Vũ Hoan, sư tỷ hy vọng ta vui tươi, hay là Thương Vũ Tinh, lấy chữ tinh trong trời trong xanh, hy vọng mỗi ngày đều giống như trời quang mây tạnh. Thương Vũ Hoan trả lời nghiêm túc, Dương Bách Xuyên cũng chăm chú lắng nghe, hắn có chút thương tiếc cho tất cả bọn họ, bị phong ấn mấy nghìn năm quả thật là khó khăn. Dương Bách Xuyên cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng đổi sang được chủ đề khác, để Thương Vũ Hoan ra ngoài, đừng ở trong phòng của hắn nữa. Nàng mà cứ đứng ở đây thì hắn sẽ hỏng mất. Mùi hương nhàn nhạt của cơ thể phụ nữ tản ra, cộng thêm Thương Vũ Hoan trẻ trung đang cầm bộ đồ lót trong tay, đúng là chẳng khác nào sống không bằng chết, quá dày vò. Chớp mắt, Thương Vũ Hoan đã kể xong, Dương Bách Xuyên đang định nói với nàng, thời gian không còn sớm nữa, nên đi nghỉ ngơi. Nhưng Thương Vũ Hoan lại bắt đầu gợi lên ngọn lửa ở bụng dưới của hắn. Thương Vũ Hoan duỗi tay, đưa áo lót tới trước mặt Dương Bách Xuyên hỏi, sư thúc tổ, người còn chưa nói cho ta biết, cái yếm này mặc như thế nào. Lúc này, trong đầu Dương Bách Xuyên nổ vang, bụng dưới hoàn toàn phát hỏa, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Thương Vũ Hoan, nước ra vùng dưới cổ trắng nõn, bên trong làn váy trắng có lồi có lõm, cơ thể hình chữ S không thua kém gì người mẫu, cộng thêm áo lót trong tay khiến cho miệng lưỡi đắng khô, hắn liên tục nuốt nước bọt. Hít sâu một hơi, ánh mắt hắn rực lửa nhìn Thương Vũ Hoan nói, người muốn ta dạy cho ngươi thật sao? Thương Vũ Hoan vui mừng đáp, đúng đúng. Mấy nghìn năm nay, ta chưa bao giờ thấy qua y phục nào đẹp thế này, xin tổ sư thúc hãy dạy ta. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm điều gì nữa, hắn phất tay đóng cửa lại, bước lên phía trước, vung tay một cái, quần áo trên cơ thể Thương Vũ Hoan đã bị xé toạc. A! Thương Vũ Hoan hét lên theo bản năng, nàng không ngờ sư thúc tổ lại xé mất bộ quần áo mà mình thích nhất. Lúc này, Thương Vũ Hoan mới chú ý tới ánh mắt ngập tràn tơ máu của tổ sư thúc, nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này, không thể hình dung nổi, nếu như thật sự phải hình dung thì Thương Vũ Hoan cảm thấy, ánh mắt của sư thúc tổ lúc này giống như đang bốc lửa. Nàng có chút sợ hãi, lắp bắp nói, sư, tổ sư thúc, ta không học nữa có được không? Hoan Nhi rất sợ dáng vẻ này của người. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã bị Thương Vũ Hoan khơi dậy dục vọng, không thể dừng lại được nữa. Hắn ôm lấy Thương Vũ Hoan vào trong lòng rồi khàn giọng nói, nhà đầu, tên đã bắn đi thì không thể thu hồi lại, bây giờ sư thúc tổ sẽ dạy ngươi mặc quần áo. Dứt lời, hắn hôn Thương Vũ Hoan. Thương Vũ Hoan bị Dương Bách Xuyên làm cho giật mình, trong lòng nàng sợ hãi, đối mặt với ánh mắt đỏ ngầu của sư thúc tổ, nàng biết với tu vi của mình thì hoàn toàn có thể đẩy tổ sư thúc ra được, như đối phương là tổ sư thúc của nàng. Là người mang cho tỉ muội nàng quần áo và linh thạch, bối phận ngang hàng với sư tổ gia khai phái tinh thần môn, là người mà sư tỷ đã dặn phải hầu hạ thật tốt, không được mắc sai lầm. Thế nên nàng không dám ra tay với tổ sư thúc. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ đang nắm lấy tay nàng, cơn nóng bỏng khiến cơ thể Thương Vũ Hoan run rẩy. Giây sau, nàng thấy tổ sư thúc hôn lên miệng nàng. Trong đầu Thương Vũ Hoan nổ vang. Đầu óc lâm vào một mảng trống rỗng, cơ thể run rẩy giống như bị điện giật, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, sụi lơ trong lòng tổ sư thúc. Trong cơn cuồng phong của Dương Bách Xuyên, cổ họng Thương Vũ Hoan phát ra tiếng kêu rên rỉ. Trong nháy mắt, căn phòng vang lên tiếng thét chói tai. Một lúc lâu sau, âm thanh như chuông bạc lần nữa vang lên. Bên ngoài cửa, Hầu Đậu Đậu và Chồn Nhỏ đang xúm lại với nhau. Đại ca có diễm phúc thật đấy, hâm mộ chết đi được. Chi chi. Bịch. Chồn Nhỏ kêu chi chi, nhe răng nhảy lên giơ móng vuốt về phía Hầu Đậu Đậu. Chồn Nhỏ, người có nói đạo lý không thế, cũng đâu phải ta phong lưu, người đánh ta làm gì. Người đừng đánh nữa được rồi, ta
ta tránh đi là được chứ gì. Hầu Đậu Đậu bị Chồn Nhỏ đuổi đánh, chạy từ cửa phòng Dương Bách Xuyên về phòng mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.